Dạ, mong học xin kính chào tất cả quý cô chú, quý thầy cô đang có mặt tại phòng sinh sáng nay. Vậy là chúng ta đã được gặp lại nhau sau một tuần làm việc phải không ạ? À, dạ, để đón nhận giá trị buổi học hôm nay thật trọn vẹn, thì có lẽ Hợp sẽ xin mời cả nhà bước vào góc thẳng quen thuộc đến với bài tập yoga cùng với cô Ngân Lê. Và xin hẹn gặp lại quý thầy cô, quý cô chú anh chị sau 20 phút nữa. Em xin mời. Và biết ơn em Nam đã mỗi buổi sáng dậy sớm và bước vào phòng Zoom chuẩn bị tất cả để cho chúng ta có được những buổi học thật là trọn vẹn. Dạ, em xin mời cả nhà bắt đầu bài tập ạ. À. Dạ vâng, chào mừng quý thầy cô, quý cô chú anh chị đã quay trở lại sau khi mình hoàn thành bài tập đúng không? Dạ, cả nhà mình đã cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng bước vào bài học hôm nay chưa ạ? À? Vâng. À, chúng ta gửi những trái tim xanh như một lời biết ơn của chúng ta gửi đến cô Ngân Lê. Rất là biết ơn cô với những buổi bài tập vào buổi sáng. Kính thưa quý thầy cô, quý cô chú anh chị, tiếp nối chương trình bản đồ thành công dành cho bạn diễn ra vào tuần trước, thì tuần vừa qua chúng ta đã được thầy Thái cho chúng ta có một cái bức tranh tổng thể về tương lai của SE. 1080 trung tâm giáo dục khởi nghiệp sẽ được thành lập qua 6 giai đoạn từ đây cho đến năm 2025. Khi mà đọc những thông tin này thì thật sự là trong lòng em đã bật lên một cái câu hỏi. 1080 trung tâm sẽ được thành lập. Vậy thì chúng ta sẽ là ai trong cái bức tranh tổng thể đó? Liệu ta có thể nắm bắt được cái cơ hội quý giá này hay không? Vâng. Mình sẽ làm gì để nâng tầm giá trị, gia tăng trí tuệ? Làm gì để có một cuộc sống bình an, thịnh vượng, gắn với mục tiêu phụng sự xã hội? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời trong chương trình offline kết nối tư duy thịnh vượng được tổ chức từ 8 giờ sáng cho đến 18 giờ vào ngày Chủ nhật tuần sau, 18 tháng 9. Rất là biết ơn thầy Nguyễn Công Thái, người thầy luôn cho đi những giá trị thật tuyệt vời và thấm đẫm tình yêu thương. Xin cả nhà gửi đến thầy Thái những đóa hoa tươi thắm ạ, để thể hiện lòng biết ơn đến người thầy kính mến của chúng ta. Dạ. Dạ vâng, rất là biết ơn cả nhà. Em rất là biết ơn cả nhà. Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý cô chú và quý thầy cô, chúng ta đã đi qua 8 hạt giống trong chuỗi 10 hạt giống thiện nghiệp. Có lẽ Hợp sẽ xin vài phút để nhắc lại tổng quan của bài học. À, nếu liên quan đến bài đến đến thân á, thì chúng ta có 3 hạt giống. Đó chính là hạt giống bảo vệ sự sống, hạt giống hào phóng, hạt giống mối quan hệ. Liên quan đến khẩu thì chúng ta có 4 hạt giống: hạt nói sự thật, hạt mang mọi người đến gần nhau hơn, hạt nói lời tử tế, hạt nói lời có nghĩa. Liên quan đến ý thì chúng ta có 3 hạt: hạt hoan hỷ với thành công người khác, hạt cảm thông với người khác và hạt thế giới quan đúng đắn. Sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với hạt giống số 9, hạt cảm thông với người khác ạ. À, sự cảm thông được định nghĩa là sự thấu hiểu, sự chia sẻ, lắng nghe và cảm nhận niềm vui, nỗi buồn của người khác. Sự cảm thông chỉ xuất phát từ trái tim chân thật, không toan tính vụ lợi ạ. À. Và để quý cô chú anh chị không có chờ lâu hơn nữa, em xin mời cô Thiên Trang sẽ bắt đầu buổi học hôm nay. Dạ, em xin kính mời cô ạ. À. Rồi, Trang cảm ơn Mộng Hợp. Trang xin chào tất cả quý thầy cô, quý cô chú, anh chị em có mặt trong cái buổi Zoom sáng của SE ngày hôm nay. Và như Mộng Hợp vừa nói đó, thì chúng ta đã đi qua 8 cái hạt giống rồi đúng không ạ? Hôm nay là cái hạt thứ 9, là cái hạt đồng cảm, cái hạt mà nó nuôi dưỡng cái lòng trắc ẩn của một con người. Và mình biết rằng là một người mà họ không có lòng trắc ẩn á, một cái người mà không có lòng trắc ẩn á, thì họ không phát triển được cái trí tuệ ở bên trong mình. Cho nên á, là từ bi và trí tuệ là luôn luôn phải đi cùng với nhau. Nhưng mà cái lòng trắc ẩn á, nó phải được khơi gợi từ bên trong, nó phải được nuôi dưỡng, và từ bi và trí tuệ phải luôn luôn kết hợp với nhau, phải luôn luôn đi song hành với nhau. Và cái lòng trắc ẩn này nó có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa như thế nào? Cái sự đồng cảm, cái lòng trắc ẩn này nó có nghĩa như thế nào? Tôi nhớ hoài có một cái video clip của một cái công ty quảng cáo mà ở bên Mexico đó. Họ làm một cái hình ảnh là có một cái người rớt xuống một cái hố, và có những cái người khác đi ngang qua và nhìn thấy có một cái người mắc kẹt ở hố,
thì họ dừng lại ở xung quanh hố và họ nhìn xuống và họ bắt đầu họ thương cảm. Họ nói rằng là trời ơi tội nghiệp quá, sao mà rớt xuống dưới đó, bây giờ phải làm sao? Bởi vì cái hố đó họ biết là họ cũng không thể kéo cái người đó lên được. Họ không thể vì cái hố đó rất là sâu và họ không có cái khả năng kéo lên. Nhưng mà rồi họ chờ cho, có thể là họ chờ cho những cái người có cái gọi là có chuyên môn đến để mà giúp đưa cái người kia ra. Nhưng mà họ tới đó rồi họ thấy làm sao, ở dưới đó có cần gì không, có cần nước, có cần gì không, họ dòm dòm xuống dưới đó và họ chia sẻ theo cái cách đó. Nhưng mà cũng có những cái người, cũng có những cái người họ đến rồi họ biết chắc rằng thế nào chút xíu nữa cũng có cái đội phòng cháy chữa cháy tới, đội cứu hỏa tới để mà cứu cái người này lên. Và cái người này ở dưới đó rất là sợ hãi, đó là một cái đứa trẻ, một cái người còn trẻ rất là sợ hãi. Và thế là họ quyết định là họ tới, họ tìm một cái dây, họ leo xuống dưới đó, họ nhảy xuống luôn để họ ở cùng với cái đứng cùng với cái đứa trẻ ở dưới đó để cảm nhận để mà chia sẻ với cái cảm giác của cái đứa trẻ ở dưới đó, ví dụ như vậy. Thì ở trong cái đoạn video clip đó, người ta nói rằng là đó là cái sự khác nhau giữa cái sự đồng cảm và cái sự thấu cảm. Cái thấu cảm á, nó giống như khi mà mình gặp một cái người, họ gặp một cái tình huống gì đó và mình đặt mình luôn vào trong cái tình huống của người đó. Giống như mình nhảy xuống hố vậy đó, mình nhảy cùng xuống hố, cái đứa trẻ này nó rớt xuống hố và mình nhảy xuống hố cùng với nó, mình ngồi đó cùng với nó để cho nó có cái sự an tâm, nó có cái sự bình an trở lại, nó không quá sợ hãi và nó không cảm thấy rằng là chỉ có một mình nó đơn độc ở gì đó. Thì đó là sự thấu cảm. Và lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn nó là một cái sự thấu cảm, nó là một cái cảm giác chia sẻ một cách sâu sắc. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta đồng cảm với người khác, chúng ta đồng cảm với người khác, thì cái sự đồng cảm đó chúng ta ở cái cấp độ nào? Ở cái cấp độ bề mặt là mình đi ngang qua, mình nhìn xuống, mình nói trời ơi tội nghiệp quá, sao rớt xuống đó, rồi cái là mình lại làm việc của mình, mình lại đi tiếp với cái công việc của mình. Hay là mình nhìn thấy một cái người đang ở đó và mình sẵn lòng để mà mình chia sẻ thật sự, mình sẵn lòng để mà mình lắng nghe thật sự, mình sẵn lòng để mà mình bước xuống để mà đồng hành cùng cái người đó. Thì đó mới là một cái cảm giác của cái lòng từ bi. Cái bài học hôm nay đó, cái hạt giống á, thì cái tên của nó là cái hạt đồng cảm. Cái hạt đồng cảm. Nhưng mà thực ra ở một cái góc độ sâu sắc á, nó là một cái hạt để mà nuôi dưỡng cái lòng trắc ẩn. Cái hạt để mà kết nối vào cái lòng trắc ẩn ở bên trong cái con người của mình. Và khi mà chúng ta kết nối với cái lòng trắc ẩn đó, đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần phải có cái để nuôi dưỡng cái lòng trắc ẩn này, chúng ta cần phải hiểu rằng là ai như vậy thì ở bên trong mình có những cái dạng ác ý nào hay không, mình thiếu đồng cảm hay là mình vô cảm ở một cái cách nào đó hay không. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái người rớt xuống hố như vậy, mình đi ngang, ít nhất là mình dừng lại, mình hỏi han, mình đứng đó, mình nói rằng là ok thôi, mình đứng đây đến khi nào mà xe cứu hỏa nó tới rồi cứu cái người này ra để cho cái người này yên tâm. Ví dụ như vậy, đó là cái đồng cảm ở cái mức sâu hơn. Bạn không nhảy xuống dưới để mà cùng đồng hành với cái người ở bên dưới cái hố kia, thì bạn ít nhất bạn cũng phải ngồi ở trên đó và bạn lắng nghe, bạn chờ cho cái người đó được giải cứu. Hay là chúng ta có cái xu có hoặc là chúng ta thể hiện một cái sự quan tâm nào đó, nhưng mà đôi khi đó ở trong tâm của chúng ta đó, chúng ta còn có những cái ác ý nữa kìa. Cái ác ý đó là đôi khi chúng ta thấy thỏa mãn khi người khác rớt xuống hố. Đó chính là cái mà ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích để chúng ta đi sâu vào, chúng ta tìm hiểu xem coi là tâm của mình như thế nào. Bởi vì cái sự vận hành của tâm rất là vi tế, và vì cái sự vận hành của tâm vi tế như vậy, cho nên là mình cần phải quan sát cái tâm mình thiệt là kỹ, coi nó là cái gì, mình có cái sự ác ý ở trong đó hay không. Bởi vì những cái hạt ác ý này nè, nó giết chết cái lòng trắc ẩn, nó làm cho cái lòng trắc ẩn bị thui chột đi. Và khi cái lòng trắc ẩn không có, nghĩa là từ bi rất là khó, nghĩa là những cái lời mình nói rằng là yêu thương người khác, biết ơn người khác, yêu thương người khác, yêu thương vô điều kiện, tất cả những cái từ đó chỉ là những cái từ hoa mỹ ở bên ngoài cái lời nói ngoài miệng của mình mà thôi,
chứ còn mình không chạm được vào trong cái sự thật đó. Mà bản chất của linh hồn là yêu thương, bản chất của linh hồn là tình yêu thương, và đó là lý do tất cả các tôn giáo dạy chúng ta về tình yêu thương. Bởi vì chỉ khi chúng ta chạm được vào cái tình yêu thương thật sự đó, thì chúng ta chạm được vào bản chất của con người mình. Cái vẻ đẹp nhất của con người mình nó nằm ở cái tình yêu thương đó. Và muốn như vậy thì cái hạt đồng cảm này chính là cái hạt quan trọng để nuôi dưỡng tất cả những cái cảm xúc như vậy. Mình nói rằng là có những người đó họ khẩu xà tâm Phật. Họ chỉ nói ngoài miệng, họ hung dữ vậy thôi, nhưng mà trong tâm của họ đó, họ tốt lắm, họ yêu thương dữ lắm. Nhưng mà sự thật là gì ạ? Người ta nói từ đâu ra? Một cái lời nói nó phát ra thì nó phải xuất phát từ trong cái tâm của họ, từ trong cái suy nghĩ của họ, từ trong cái lòng của họ, từ cái gì đó từ sâu xa bên trong họ. Chúng ta không thể phát ra một cái lời mà nó không có ở trong tâm của chúng ta trước đó. Cho nên nếu như mà nó là cái lời từ tâm của mình, thì chính vì vậy mà tất cả những cái lời mình phát ra đó, người ta nói là khẩu nghiệp, thì nó làm tổn hao cái phúc báo của mình vô cùng lớn. Nhưng mà cái ý nghiệp là cái nguồn gốc dẫn dắt cho tất cả những cái khẩu nghiệp hay cái thân nghiệp. Bởi vì có trong đầu rồi thì nó mới thể hiện ra bằng hành động hay lời nói. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận với từng cái ý nghĩ của mình là như vậy. Và cái ý nghĩ thì nó dễ được nuôi dưỡng, được tưới tẩm, và nó dễ thành những cái thói quen ở trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái người mà cứ hay có cái thói quen mắng mỏ người khác, đúng không ạ? Cái thói quen mà cứ trách cứ người khác, cái thói quen mà làm nói những cái lời tổn thương người khác, thì những cái thói quen đó, nó cái ban đầu có thể những cái lần đầu tiên đó mình nói rằng là ô mình nói mình không có ý, nhưng mà nó hình thành thói quen, nó hình thành thói quen. Và chính cái thói quen này nè, nó đi theo mình suốt cả đời, và nó tạo những cái nghiệp rất là nặng ở trong cuộc sống của mình. Và cũng chính cái điều này thì nó làm cho mình bị tổn hao phước báo của mình. Mà chúng ta biết rồi, mọi cái thành công, hạnh phúc, thịnh vượng của mình thì đến từ cái phước báo của mình, đến từ phước đức. Cho nên nếu như mà có một cái kẻ thù, có một cái kẻ thù mà nó cứ âm thầm, nó ngấm ngầm, nó đi cướp hết, nó ăn cắp hết tất cả phước báo của mình, đó chính là những cái lời, những cái suy nghĩ mà nó không tốt về người khác. Những cái suy nghĩ mà nó thiếu cái sự đồng cảm với người khác, những cái suy nghĩ mà nó vô cảm và thậm chí là nó ác ý với người khác, thì đây chính là những cái tên trộm rất là nguy hiểm. Và nó cứ ngấm ngầm như vậy, nó lấy đi tất cả những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình. Và làm sao để mà nhận diện ra được cái điều này, thì mình sẽ nói ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Chút xíu nữa đi vô bài thì Trang sẽ nói những cái khía cạnh trực tiếp cơ bản, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ở cái góc độ rộng hơn, ở những cái khía cạnh khác nhau của cái việc của cái sự thiếu đồng cảm. Ví dụ như thường là nó xuất phát từ cái việc chúng ta không lắng nghe người khác. Vì sao chúng ta không lắng nghe người khác? Vì cái tôi ở bên trong mình nó lớn, chúng ta không lắng nghe và chúng ta cho rằng mình đúng. Khi mà chúng ta cho rằng mình đúng á, thì chúng ta sẽ có xu hướng là vì mình đúng mà, cho nên chúng ta sẽ bảo vệ cái quan điểm của mình cho tới cùng. Và nó gây ra những cái tranh cãi về mặt nhận thức, về mặt tư duy đó. Và những cái tranh cãi như vậy nó không có đi tới đâu hết, nhưng mà chính là nó tạo ra những cái mâu thuẫn giữa con người với nhau, và nó sinh ra những cái ác ý. Những cái ác ý nó sinh ra từ đó. Ví dụ một cái người mà rất là hợp với mình có một cái người bạn mà rất là hợp, hai người chơi với nhau rất là thân thiết và rất là hợp, mình nói cái gì người kia cũng hiểu, và cùng từ trên một cái nền tảng đó và phát triển những cái suy nghĩ của mình cao hơn. Và mình thấy rằng là mỗi lần nói chuyện với người đó là tinh thần mình nó phấn chấn lên, nó đẹp đẽ. Thì như vậy sẽ không bao giờ có cái chuyện là có ác ý với nhau hết á. Sẽ không có ác ý với nhau. Nhưng mà nếu như mà quan điểm bất đồng, cái người này họ nói về một cái hướng khác với cái hướng của mình, họ nói nghịch ý với mình, thì tự nhiên bên trong mình sẽ xuất hiện một cái cảm giác rằng là mình có một cái khoảng cách giữa hai người này, có một cái khoảng cách với nhau. Hoặc là chúng ta muốn người khác làm một cái điều gì đó, chúng ta muốn người khác thay đổi theo một cái cách nào đó mà họ không có thay đổi, thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta có ác ý. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái người
họ làm theo cái cách đó và mình thấy là ồ, nó không có với mình, với cái quan điểm của mình là nó không có phù hợp, nó không có đúng, thì mình bắt đầu mình muốn thay đổi họ và mình nói để cho họ thay đổi mà họ không thay đổi. Mình bực tức, mình nói cái gì họ cũng không thay đổi hết. Rồi xong đến một ngày đó, họ cứ làm theo cái cách đó và họ mắc sai lầm, họ gặp thất bại. Ví dụ giờ trong kinh doanh đi, trong làm ăn đi, có người tới nói chuyện với mình, họ sắp sửa làm kinh doanh vậy 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 đó, và chúng ta nói rằng là ồ, đừng có làm cái đó thế này, cái đó là nó không phù hợp, rồi nó thế này thế kia. Chúng ta không phân tích trên nhân quả mà chúng ta phân tích ở trên cái góc độ của thông thường thôi. Chúng ta trên cái góc độ logic thông thường, trên những cái kỹ năng thông thường, bây giờ cái xu hướng thị trường như vậy, nền kinh tế như vậy, không nên làm ABCD. Nhưng mà cái người kia vẫn cố tình làm. Họ vẫn có cái tin của họ và họ làm. Cuối cùng họ thất bại. Thì khi đó, đó ở trong tâm của chúng ta đó, nó sẽ khởi lên một cái niệm. Nó nói rằng, thấy chưa? Tại vì không nghe lời mình mà nó như vậy đó, đáng đời. Chỉ cần một cái niệm như vậy khởi lên thì đó là ác ý. Đó là ác ý. Mà chúng ta rất là dễ. Thậm chí trong gia đình, bố mẹ cũng vậy đó. Bố mẹ mà con cái nó làm cái gì đó, bố mẹ nói trước là con không được làm này nha, không được làm kia. Hoặc là chúng ta thấy là ông bà, thường là bố mẹ hay ông bà đó là hay giảng cho mình về chuyện này chuyện kia để mà mình ngăn cản mình trong cái hành động. Nhưng mà khi mà mình vẫn tiếp tục mình hành động, rồi mình mắc sai lầm, thì mình sẽ gặp phải một cái phản ứng chung của gia đình đó, mà nó thấy chưa, đáng đời, đã nói mà không chịu nghe. Thì tất cả những cái đó đều là cái ác ý, đều là cái mà không có cái sự đồng cảm. Tất cả chúng ta sinh ra đó, chúng ta đều không có hoàn hảo, không có ai hoàn hảo hết á. Và vì không hoàn hảo cho nên là chúng ta có thể có những cái sai lầm ở trong cuộc sống. Và mục đích của sai lầm là gì? Mục đích của sai lầm là để chúng ta nhận diện bài học và để chúng ta đứng lên. Cho nên cái việc mà thừa nhận sai lầm á, đó là một cái bài học mà rất là lớn. Nhưng mà để một cái người mà có thể thừa nhận sai lầm thì họ phải được cái sự đồng cảm từ những người xung quanh thì họ mới dám thừa nhận sai lầm. Còn nếu như mà ví dụ như con cái mình đi, vì sao mỗi lần mà nó làm sai cái gì cái nó giấu biệt đi, hoặc là nó dối, là tại vì nó không cảm nhận được cái sự đồng cảm ở trong gia đình để mà nó dám thừa nhận sai lầm. Cho nên hồi trước khi mà tụi Trang học á, thừa nhận sai lầm là cả một cái chủ đề để mà tụi Trang phải học ở trong cái chương trình học ở nước ngoài đó. Và sau này thì Trang thấy con cái Trang cũng vậy, nó cũng học về cái điều này rất là kỹ. Học cái cách là tự nhận trách nhiệm và dám thừa nhận sai lầm. Nhưng mà muốn nhận trách nhiệm và thừa nhận được sai lầm thì phải nhận được cái sự đồng cảm từ gia đình, từ thầy cô giáo, từ môi trường, thì lúc đó nó mới dám nhận. Còn nếu như mà gặp phải một cái phản ứng tiêu cực, một cái phản ứng ác ý từ thầy cô giáo hay từ gia đình, thì tự nhiên là nó sẽ có xu hướng là nó giấu biệt. Và nó từ một cái điều rất là nhỏ, nó không phải cái chuyện lớn mới làm cái đó. Ví dụ như mình có con nhỏ đó, xong rồi cái nó chạy chơi ở ngoài đó, mình nói là cẩn thận coi chừng té hay chưa. Mình mới vừa nói xong là nó chạy nhanh cái nó vấp vô cái gì đó, nó té một cái ạch. Cái thế là phụ huynh tới làm gì ạ? Lôi đứa nhỏ dậy, thậm chí có những người còn đét vô đít nó một phát. Nói rằng là đáng đời, đã dặn rồi mà không nghe, đã nói rồi mà không nghe. Đó chính là thiếu cái sự đồng cảm. Và đó chính là làm cho cái đứa trẻ nó không có thừa nhận được cái sai lầm của nó. Lần sau đó, nó cố tình nó làm cách khác. Lần sau mà nó có té, nó giấu. Đúng không? Bởi vì nếu không nó còn bị la, nó còn bị đánh nữa. Và ở trong trường học cũng vậy. Ở trong trường học, học sinh rất là dễ gặp những cái tình huống này. Cho nên á, cái hạt giống của cái ngày hôm nay mà chúng ta học là cái hạt giống để mà chúng ta hiểu rằng là tất cả chúng ta đều không hoàn hảo và chúng ta cần cái sự nâng đỡ, cần cái sự đồng cảm, cần cái sự chia sẻ từ người khác. Và đó là nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Đó là nuôi dưỡng cái lòng từ bi, cái lòng trắc ẩn ở bên trong mình. Và chỉ như vậy thì chúng ta mới đủ yêu thương người khác. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không đủ yêu thương. Thời xưa đó có ông
Vương Dương Minh, ông là một nhà giống như một nhà triết học đó, một nhà triết học, một nhà tư tưởng học nổi tiếng đời thời nhà Minh á. Thì có một lần ông cùng học trò của ông đi ra ngoài dạo chơi. Và trong cái lúc mà ông đi dạo chơi trên đường đó thì tự nhiên thấy có hai người, ông với học trò của ông nhìn thấy có hai người đang nói lớn tiếng với nhau. Và một người thì nói rằng là ông không có hiểu đạo lý. Và một người kia đó thì nói rằng là ông không có lương tâm. Và hai người cứ nói lớn tiếng với nhau. Thì cái người học trò của Vương Dương Minh mới rất là ngây thơ lắng nghe người ta đang nói về đạo lý và lương tâm. Cho nên là mới nói với thầy của mình, nói rằng là thầy ơi, có hai người đó họ đang nói chuyện đạo lý với nhau. Thì thầy Dương Vương Minh mới nói rằng là không, họ không phải nói đạo lý đâu con, họ đang cãi nhau đó. Và thầy mới giải thích rằng khi mình nói về một cái triết lý nào đó, khi mình nói về một cái đạo lý nào đó mà mình muốn cho người khác thay đổi, khi mình áp cái điều đó lên trên người khác và mình muốn cho người khác thay đổi đó, thì đó là mình đang cãi nhau. Còn nếu như mà mình nói về một cái đạo lý nào đó mà để cho bản thân mình sửa đổi thì đó mới là giảng đạo. Giảng đạo có nghĩa rằng là bạn nói về một cái đạo lý nào đó, một cái triết lý nào đó, một cái quy luật nào đó, và bạn nói ra cái điều đó để bản thân mình thay đổi thì đó là đang nói đạo lý, đó là đang giảng đạo, đó là đang nói đạo lý. Nhưng mà nếu như mà mình nói để cho người khác thay đổi thì đó là cái sự cãi nhau. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai ép người khác phải thay đổi hết á. Không có ai ép được người khác thay đổi hết. Mà thay đổi nó nằm ở chính ở trong cái nhận thức của mỗi con người. Khi mà họ tới một cái hạt giống của họ đó, khi mà họ tới một cái mức độ nào đó đó, khi họ trong một cái mức độ nhận thức nào đó, tự nhiên họ muốn chuyển đổi. Khi mà cuộc đời đưa cho họ những cái trái đắng, đưa cho họ những cái biến cố, những cái vấn đề, đến một lúc nào đó họ tự động họ thấy rằng là họ không muốn sống cái cách sống cũ nữa, họ không muốn sống cái cuộc đời giống như cũ nữa, họ cần phải có một cái sự thay đổi. Thì lúc đó họ tự thay đổi, và lúc đó tất cả những cái đạo lý, những cái triết lý, những cái điều mà họ có nhân duyên họ lắng nghe được, tự nhiên họ sẽ tiếp nhận được và họ muốn thay đổi. Cho nên á, chúng ta hiểu cái điều này để chúng ta biết rằng mình không thay đổi được người khác. Thì bất kỳ mình thấy người khác có một cái sai lầm nào, có một cái vấn đề gì đó ở trong cuộc đời của họ, hãy đồng cảm, hãy lắng nghe, hãy chia sẻ. Thì lúc đó chúng ta mới nuôi dưỡng được cái lòng từ bi, cái lòng trắc ẩn của mình. Còn nếu không á, thì nó chỉ là một cái sự cãi nhau mà thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái sự áp đặt vì một cái tôi cá nhân nào đó bên trong mình, và nó trở thành một cái sự cãi nhau. Và chúng ta nói về cái sự đồng cảm này để chúng ta thấy được rằng là có nhiều cái cách, có nhiều cái hình thức của cái sự đồng cảm lắm. Có những cái sự đồng cảm chỉ đơn thuần là lắng nghe thôi, lắng nghe một cách thuần túy thôi, có mặt ở đó, mình có mặt ở đó cho bạn, mình đang có mặt ở đây cùng với bạn. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để cho cái người kia họ thấy được một cái tia sáng, họ thấy được một cái tia hy vọng và họ tìm được cái con đường để mà thoát ra. Bởi vì cái con đường thoát ra của mỗi người là tự mỗi người tìm ra. Chúng ta không chỉ cái con đường cho người khác được, bởi vì chúng ta chỉ con đường chưa chắc người khác đã đi. Chúng ta chỉ cần chúng ta ở đó, chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện. Nhưng mà cái người kia họ tìm được cái manh mối, họ tìm được cái con đường cho họ hay không, đó là cái vấn đề của họ. Chứ không phải là chúng ta muốn người khác thay đổi, chúng ta áp vào người khác để mà buộc họ phải thay đổi thì họ thay đổi được. Không phải, không phải. Chúng ta chỉ có thể thay đổi được từ ở bên trong chính bản thân của mình, khi nhận thức của mình nó đã chín mùi, nó đã tới nơi tới chốn rồi thì tự nhiên nó phát ra, tự nhiên một ngày chúng ta muốn thay đổi thôi. Cho nên là cái sức mạnh đó nó mới quan trọng, chứ còn cái sức mạnh từ bên ngoài áp vào nó không có giúp người khác thay đổi được. Trang nói cái điều này để mà chúng ta có cái sự đồng cảm, chứ không thì chúng ta sẽ có xu hướng tức giận khi mà người khác không lắng nghe mình, và lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta phát sinh ra những cái ác ý ở bên trong.
Bây giờ Trang sẽ xin phép chia sẻ cái Trang sẽ xin phép chia sẻ cái màn hình nhé. Rồi, chúng mình hôm nay là hạt giống thứ 9, là cái hạt cảm thông, cái hạt đồng cảm này. Vậy thì những cái ác ý là những cái gì mà chúng ta hay hay phạm phải? Chúng ta nói về những cái điều mà chúng ta phạm phải này để chúng ta biết được rằng là chúng ta có phạm. Chúng ta có phạm ở đâu đó những cái giống như vậy, tương tự như vậy. Vì nhiều người còn không nhận ra nữa. Vì chúng ta không nhận ra được vấn đề của mình, cho nên là chúng ta không có dừng nó lại được. Chúng ta không tránh được. Tại vì cũng có những người nói với Trang rằng là ô Trang, bây giờ nếu mà nói về những cái hành động mà nó mình đã làm á, những cái hạt giống mà mình đã phạm, những hành động mình đã làm á, nói ra nhiều quá thấy ghê quá và thấy sợ quá, và mình nhìn thấy cái này cái mình choáng rồi, mình không biết làm sao mình sửa vì mình thấy mình phạm hạt nhiều quá. Nhưng mà thiệt ra đó, chúng ta hãy hiểu một cái điều nè, đồ tể mà buông đau thì cũng thành Phật được. Có nghĩa là dù cho chúng ta có phạm bao nhiêu cái hạt giống đi nữa, mà nếu chúng ta có một cái ý thức rằng là từ bây giờ trở đi mình cần cái sự thay đổi, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta dừng lại từ 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 từ, chúng ta biết à, mình phạm hạt này, mình phạm hạt này, mình phạm hạt này, bây giờ mình bắt đầu mình dừng cái hành động để gây tổn hại lại. Thì chỉ cần chúng ta ý thức như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn được nhắc nhở để chúng ta dừng lại. Và khi chúng ta dừng lại như vậy đó, thì từng bước con người của chúng ta sẽ thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta không dám nhìn vào sự thật luôn, chúng ta cứ lướt 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 qua, chúng ta chỉ chúng ta một mặt đó chúng ta nói rằng là ô bây giờ mình sẽ đi tìm những cái điều tốt tốt để làm thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy được là chúng ta vẫn ném những cái hạt xấu vào trong cuộc đời của mình, thì chúng ta có làm bao nhiêu cái hành động tốt đi nữa, bao nhiêu cái việc làm tốt đi nữa, thì nó cũng giống như những cái hạt giống mà chúng ta ném xuống một cái cánh đồng đầy cỏ dại. Như vậy nó không còn chỗ để nó mọc lên nữa. Cho nên chúng ta vẫn phải thẳng thắn để nhìn vào bản thân mình, để xem coi là mình có phạm những cái hạt này hay không. Và cái việc đầu tiên là mình sám hối và mình dừng lại, dừng gieo tiếp những cái hạt giống xấu này xuống. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta gieo những cái hạt tốt để mà bù đắp lại. Đúng không? Những cái hạt giống mà nó gọi là để chống lại một cái, để mà xử lý, để chống lại một cái hạt giống xấu, một cái hạt giống tiêu cực, thì bằng cách là chúng ta gieo một cái hạt tích cực cùng loại xuống. Chúng ta gieo một cái hạt tích cực cùng loại xuống. Nhưng mà trước đó, chúng ta để gieo một cái hạt tích cực cùng loại, thì chúng ta phải biết rằng là cái hạt tiêu cực mà mình đã gieo là cái gì. Để mình dừng cái hạt đó lại, mình không gieo mới nữa, không gieo tiếp nữa. Đúng không ạ? Không gieo tiếp nữa. Ví dụ một cái người biết rằng là mình cần phải nói những cái lời ái ngữ. Mình cần phải nói những cái lời ái ngữ. Nhưng mà họ không thấy rằng là những cái lời ái ngữ đó, nó đến từ cái trái tim của họ. Bây giờ họ cứ họ tập nói những cái lời ngọt ngào, nhưng mà nó chỉ là cái sự khéo léo ở trên bề mặt. Nếu mà trong tâm của họ, họ không nhận thấy rằng họ vẫn còn những cái suy nghĩ ác ý. Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải nhận diện cái sự thật này. Chúng ta vẫn còn cái lòng đố kỵ, chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ ác ý với người khác. Thì khi đó đó, chúng ta có nói cái lời ái ngữ bao nhiêu đi nữa, người kia cũng không cảm nhận được, bởi vì tất cả là năng lượng. Và cái năng lượng đó nó phát ra từ cái sự chân thật ở trong trái tim của mình. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ trong mà chúng ta phải thanh lọc từ ở trong trái tim của mình, từ ở trong cái suy nghĩ của mình, từng cái ý nghĩ của mình. Chúng ta phải đi từ đó. Vậy thì cái gì là cái ác ý? Ví dụ như chúng ta có cái xu hướng vui mừng khi người khác gặp rắc rối, nhất là những cái người mình không thích. Nhất là những cái người mình không thích. Mình có những cái người ở xung quanh mình mà mình không có thích họ, bởi vì họ nói họ 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 nói những cái điều mà nó không vừa lòng mình, đúng không ạ? Thì khi họ gặp rắc rối đó, mình cảm thấy đâu đó nó có một cái sự thỏa mãn, hay là họ không lắng nghe mình, họ không làm theo những cái chia sẻ của mình, thì khi mà cái người đó mà họ phạm sai lầm, đâu đó ở bên trong tâm mình nó có cái cảm giác thỏa mãn. Đó là cái vui mừng khi người khác gặp rắc rối. Và đó cũng là cái sự ác ý ở bên trong mình. Nhiều người nói là em không có ác ý. Em không có ác ý. Lúc nào em cũng muốn người khác tốt hết á. Mà tại họ không nghe thôi.
tại họ không nghe cho nên ráng chịu. Những cái chữ đáng đời hay ráng chịu, những cái chữ đó là những cái chữ mà nó xuất phát từ cái sự thiếu đồng cảm, từ cái ác ý. Rồi những cái sự mà vô cảm, à, người khác có những cái nỗi đau, người khác có những cái khó khăn mà mình làm ngơ, mình biết mà mình làm ngơ, mình nói thôi kệ, để cho tự đi, muốn làm gì làm. Đúng rồi, những cái đó nó cũng mang cái sự thiếu đồng cảm, cái sự ác ý ở trong đó. À, thì á, chúng ta phải quan sát mình kỹ là như vậy đó, tại vì á, nhiều khi nó tinh vi lắm. À, Trang ví dụ cách đây mấy ngày Trang có nghe một cái câu chuyện, à, ở trong gia đình á, thì ở trong gia đình á, thì có một cái có một cô chia sẻ rằng là bố mẹ cô là cái người sống rất là tốt và để lại tài sản cho con cái đó, thì chia cho các con, nhưng mà đặc biệt là cái người con cả thì được rất là nhiều tài sản, được thừa hưởng rất là nhiều tài sản, nhưng mà cái người con cả thì khi mà bố mẹ mất đó, thì lại không có thờ cúng bố mẹ một cách nghiêm túc, và thậm chí là vì tất cả thì ở trong cái gia đình thì ở trong cùng một cái khuôn viên với nhau, và ngay cả những cái người anh chị em của bố, tại vì cái người anh cả đó mất rồi thì bây giờ còn chị dâu và các con ở nhà thờ, và những anh chị em đó thì muốn tới cái ngày ngày giỗ, ngày lễ này kia thì muốn về cái nhà thờ chính đó để mà làm lễ, để mà cúng bố mẹ, thì những cái đứa con kia nó cũng không có vui, nó cũng không có hài lòng, thậm chí là nó nói là nó đuổi ra, ví dụ như vậy đó. Thì cô rất là bức xúc, và cô cảm thấy rằng là cô là một cái người rất là tốt, cô là một cái người rất là tốt, cô là một cái người mà sống rất tốt và rất là lúc nào cũng nghĩ cái chuyện là làm sao để mà giúp cho những cái đứa cháu này nó có được cái thờ tự, hướng về cái chuyện thờ tự gia tiên này kia cho đàng hoàng. Và cô nói rằng là cái người anh cả là cái người mà hưởng nhiều cái đất hương hỏa nhất, tức là được nhiều cái tài sản để lại nhất, mà như vậy rồi bây giờ gia đình á, thì anh cả thì mất sớm, rồi bây giờ những đứa con đó thì cũng có đứa thì bị tai nạn, có đứa thì bị cái này cái kia cái nọ, bị ABCD. Thì khi cô kể cái câu chuyện như vậy, lúc này là lúc mà chúng ta phải quan sát cái tâm của mình rất là vi tế nè. Tại vì á, khi mà chúng ta kể rằng là vì cái đứa con, mấy cái đứa cháu này nè, nó không có hiếu, nó không có coi trọng cái hiếu lễ nghĩa, nó đã hưởng cái tài sản nhiều như vậy mà nó không thờ cúng ông bà cho đàng hoàng, nó thế này thế kia, cho nên bây giờ nó là đứa 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 lớn thì gặp tai nạn, bị tật, bị gì đó, đứa nào đó thì bị gì đó, mình ngồi mình kể ra những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình kể cái chuyện đó, cái tâm của mình á, nếu như mà mình kể ra những cái chuyện đó với cái hiểu rằng là ở trong cái nhân quả này nè, mình cần phải quyết liệt để mà giúp những cái đứa cháu này thoát ra, mình chia sẻ cái điều này với tất cả cái tình yêu thương, mình có một cái sự đồng cảm thật sự, tức là mình đứng ở trong cái vai trò của người đó, mình mới thấy rằng là cái nghiệp của người này như vậy, cái nghiệp của những cái đứa cháu nó đã làm và nó đã gây tạo ra những cái nghiệp như vậy thì quá khổ, và mình đau đáu cái cách làm sao để giúp cho tụi nó, làm sao để giúp cho những cái đứa cháu này nó nhận diện ra và cho nó phước đức bằng cách là mình đi làm những cái việc công đức gì đó, rồi mình hồi hướng về cho ví dụ ở trong đạo Phật thì người ta có cái cách mà hồi hướng cái công đức, có nghĩa là người ta gửi những cái hạt giống đẹp, những cái hạt giống thiện lành về mặt năng lượng, thì những cái hạt giống đẹp tức là mình đi làm một cái việc tốt đẹp ở ngoài kia và mình gửi những cái điều tốt đẹp đó về cho những cái người cháu này, thì khi đó là những, và mình nguyện cho người cháu này là những cái người cháu này có nhân duyên, biết đến nhân quả, hiểu về, có được cái trí tuệ nhân quả như thế này để chuyển hóa cuộc đời, để cuộc đời của các cháu mình tốt hơn, thì đó mới là cái sự đồng cảm, đó mới là cái sự đồng cảm và đó mới là cái sự chia sẻ. Còn nếu không mà mình ấm ức, mình nghĩ rằng là trời ơi, ở trên cái đất hương hỏa được hưởng nhiều tài sản của ông bà để lại nhất
mà lại làm như vậy, cho nên là bây giờ mới gặp chuyện ABCD. Nếu mình chỉ dừng lại ở cái chuyện là kể chuyện mà mình không có một cái nguyện ở trong tâm của mình là giúp cho cái người đó thoát khỏi cái cảnh khổ đó, bởi vì mình quá thương họ, bởi vì họ cũng là mình, họ cũng như mình, thì khi đó đó nghĩa là chúng ta đang nói trên cái sự ác ý, chúng ta nói trên cái sự thiếu đồng cảm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận từng cái suy nghĩ của mình là như vậy. Mặc dù là chúng ta là một cái người rất là tốt, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn có một cái sự ác ý ở đằng sau đó mà nhiều khi chúng ta không có nhận diện ra. Cho nên khi chúng ta nhận diện ra được thì chúng ta sửa rất là nhanh, chúng ta biết cái cách sửa. Người ta nói rằng là cái vấn đề nó chỉ là một cái vấn đề khi mà chúng ta không nhìn ra được, khi không nhìn ra được thôi. Còn khi mà chúng ta nhìn ra được cái vấn đề của mình ở đâu thì luôn luôn có cái con đường, luôn luôn có cái cách để mà chúng ta sửa lại, và chúng ta sửa nó dễ hơn rất là nhiều luôn. Đó là cái ví dụ về cái hành động mà chúng ta có những cái sự ác ý ở trong tâm. Rồi chúng ta cầu những cái điều xấu cho người khác hay là những cái suy nghĩ xấu. Cầu cái điều xấu cho người khác như thế nào? Ví dụ như chúng ta ai đó không có nghe lời mình, thì chúng ta sẽ trong tâm mình, ví dụ như mình khuyên người khác làm một cái gì đó mà mình cho rằng như vậy là đúng, nhưng mà người khác có vẻ không nghe, thì chúng ta cầu cho cái cách mà họ làm nó thất bại. Không nghe mà làm đi thất bại đi cho biết. Ví dụ như vậy đó, và trong tâm của chúng ta có một cái cầu gì đó cho người khác thất bại. Đúng không? Hoặc là chúng ta có cái suy nghĩ rằng là cái người này trước sau gì cũng sập tiệm à. Cái người này trước sau gì cũng phá sản. Cái người này trong một cái khoảng thời gian nào đó, vài ba năm nữa, thế nào cũng gặp chuyện. Chúng ta nói rằng là đó là tại vì mình dự đoán, mình dựa trên cơ sở của những cái logic mà mình đánh giá cái tình hình, và mình có một cái dự đoán như vậy. Nhưng mà khi mình dự đoán thất bại, mình dự đoán về một cái thất bại của người khác, có nghĩa là trong tâm trí mình đã vẽ nên một cái bức tranh thất bại của người khác rồi. Và chúng ta biết rồi, hạt giống của chúng ta nó tạo ra cái thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy cái người bạn của mình hay là cái người trước mặt của mình thất bại đó, thì có nghĩa rằng là cái hạt giống thất bại đó nó ở bên trong tâm trí chúng ta, nó đang được nuôi dưỡng một cái hạt giống khiến cho nhìn thấy người A, B, C, D, bạn bè mình, con cái mình, chồng mình, vợ mình, ai đó xung quanh mình thất bại. Mình đã bắt đầu gieo xuống cái hạt giống đó và mình đang tưới tẩm vào trong cái hạt giống đó. Và nếu cái hạt giống đó nó chỉ có ở trong tâm thức của mình thôi, thì nó có thể, nó yếu, nó hên xui. Nó có thể nếu nó đủ mạnh thì nó khiến cho người khác thất bại thiệt. Nhưng mà nếu nó không đủ mạnh mà cái người kia đó họ mạnh hơn thì họ có thể cải thiện được. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu chúng ta đem cái điều đó đi, chúng ta chia sẻ cho nhiều người, chúng ta nói rằng trời ơi, cái ông A, ông B đó kiểu gì thì cũng thất bại, đảm bảo rằng là 3 năm nữa là ông sẽ phá sản, đảm bảo rằng 1 năm nữa là ông sẽ sập tiệm, đảm bảo rằng thế này thế kia, và chúng ta lan truyền cái thông tin như vậy đến những người khác, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta tạo ra một cái tâm thức cộng đồng. Tức là chúng ta gieo một cái hạt giống thất bại cho người khác xuống ở trong tâm thức của mình. Nhìn thấy cái người A đó thất bại, chúng ta gieo xuống cái hạt giống đó. Rồi chúng ta lại bắt đầu, chúng ta lan truyền cái hạt giống đó. Chúng ta bắt đầu chúng ta đi gieo nó, gieo mầm nó vào trong tâm thức của những người khác. Và chúng ta tạo ra nhiều người cùng đồng ý, đồng thuận với chúng ta rằng là cái ông A đó, đó thế nào ông cũng thất bại. 1 năm nữa thế nào ông cũng sập tiệm. Vài tháng nữa thế nào cũng vô tù. Ví dụ như vậy, chính là cái tâm thức cộng đồng đó. Cái tâm thức cộng đồng đó nó có sức mạnh vô cùng lớn, và nó tạo ra một cái hiện thực. Bởi vì cái hạt giống trong tâm trí của chúng ta tạo ra cái thế giới của chúng ta. Đúng không ạ? Cho nên nhiều khi chúng ta ngồi, chúng ta trà dư tửu hậu. Nhiều khi có rất là nhiều người đi vô quán nhậu rồi này kia đó, nhất là mấy anh vô quán nhậu ngồi cái bắt đầu nói chuyện về đại gia này đại gia kia đó, nói ông đó trước sau gì cũng ở tù, kiểu vậy đó. Chính chúng ta là cái người tạo ra cái tâm thức đó, cái tâm thức cộng đồng đó. Chúng ta lan truyền cái điều đó, chúng ta nuôi dưỡng tưới tẩm cái hạt giống đó, và nó biến thành hiện thực ở trong cuộc sống của chúng ta. Nó thấy chưa
Mình nói mà, mình nói đâu là có đó, nói gì có đó. Đúng, vì sao bạn nói cái gì có cái đó vậy? À, là bởi vì cái hạt giống của bạn nó tạo ra thế giới của bạn thôi. Cho nên hãy cẩn thận, nhất là với con cái mình, với chồng mình, với vợ mình, với những cái người xung quanh của mình. Chúng ta hãy cẩn thận với cái những cái hạt giống, bởi vì cái hình ảnh ở trong tâm trí của chúng ta nó tạo ra cái hiện thực. Cái hạt giống đó là một cái hạt giống rất mạnh, mà nếu chúng ta còn lan tỏa nữa, chúng ta còn tạo ra cái tâm thức cộng đồng đó nữa, thì nó cái hiện thực đó nó đến càng nhanh hơn nữa. Cho nên đó là cái mà rất là nguy hiểm nếu chúng ta lạm dụng cái điều này. Nếu chúng ta lạm dụng cái điều này để mà chúng ta làm cho cái chúng ta tạo ra những cái vấn đề ở xung quanh mình, thì chúng ta biết được rằng là đây chính là cái mà cái hạt ác ý này, cái quả nó sẽ trổ ngược về đúng ở trên bản thân của chúng ta mà thôi. Gieo cái gì gặt cái nấy. Cho nên chúng ta hãy rất là cẩn trọng với những cái hạt giống đó, và lúc nào cũng hiểu rằng là mình cầu nguyện cái điều tốt đẹp nhất cho người khác, bởi vì người khác cũng là mình. Người khác cũng là mình. Chúng ta không có cái sự khác nhau đâu. Người khác cũng là mình. Và cái gì mà gieo lên trên người khác thì nó cũng là gieo ở trên mình. Nên đừng nghĩ rằng là ồ, chúng ta nghĩ người khác thất bại thì họ thất bại rồi chúng ta thấy thỏa mãn, nhưng mà chính đó là cái mầm mống cho sự thất bại của chính mình. Rồi có những người thì nguyền rủa cầu cho người khác gặp vấn đề, đúng không ạ? Mà cái nguyền rủa này nó cũng tinh vi lắm. Nó chỉ những cái câu nói. Trang đã từng nghe một cái người quen của mình nói một cái câu như nè: ai mà đối xử không tốt với anh đó, thì sống không có, thì sẽ khó sống lắm, thì sống sẽ không có. Đại khái cái câu ý là nếu như mà đối xử không có tốt với mình đó, thì thế nào cũng gặp chuyện ở trong cuộc đời của họ. Bởi vì anh này anh cho rằng là ảnh là cái người mà luôn luôn có hộ pháp, được hộ được 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 gia hộ, có hộ pháp đi cùng. Cho nên là nói xấu ảnh hay là nói một cái gì đó mà làm tổn thương ảnh hoặc là hại ảnh theo một cách nào đó thì thế nào cũng bị hại. Đó là một cái lời nguyền, đó là một cái lời nguyền rủa. Mặc dù sự thật là gì? Sự thật là hạt giống. Sự thật là hạt giống. Nếu ai đó nói xấu mình là bởi vì mình đã từng gieo cái hạt đó ở trong quá khứ. Cho nên chúng ta phải nhìn ở cái góc độ nhân quả để mà chúng ta sửa, chứ không phải chúng ta nói rằng chúng ta tự cho rằng là ô, mình có hộ pháp, mình có những cái người gia hộ cho mình có thần có thánh gia hộ cho mình rồi, cho nên đó là ai mà đụng tới mình thì thế nào cũng gặp chuyện. Đúng không ạ? Nếu mà mình nói theo cái cách đó, đó cũng là một cái lời nguyền rủa, cái mà cầu cho người khác gặp vấn đề mà mình không nhận trách nhiệm. Mình không chịu nhận trách nhiệm rằng ô, cái này là hạt giống của mình, nó vốn chiếu ra mà thôi. Nếu có ai đó hại mình thì thật sự cũng chỉ là hạt giống của mình, và bây giờ mình đang đang phải trả lại. Đây là cái quả này mình nhận về là bởi vì hạt giống mà mình đã gieo xuống từ trước đó. Cái khói mà mình đang phải hít thở, ngộp thở ở đây là bởi vì chúng mình đã châm lửa ở đâu đó trước đó, đúng không ạ? Phải có lửa thì mới có khói chứ. Không bao giờ có chuyện là có khói mà không có lửa. Đúng không? Không có đốt ở đâu đó mà có khói ở đây thì chắc chắn là không có rồi. Phải có lửa ở đâu đó thì mới có khói. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, và chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta tin vào nhân quả thì chúng ta thấy mọi thứ nó rất là rõ ràng. Nói tin vào nhân quả, ngày hôm qua Trang đọc của một cái vị thầy ở trên một cái status ở trên Facebook, thầy nói rằng là nếu ai đó mà không tin vào nhân quả thì ta biết rằng tương lai người này sẽ làm vô số những cái điều sai trái. Và nếu mà họ nói rằng khi mà họ nói rằng họ không tin vào nhân quả thì đừng có làm ăn với người đó. Bởi vì khi mà cái người đó sẽ không đáng tin cậy, bởi vì khi mình làm ăn với người đó thì mình sẽ gặp rất là nhiều những cái rắc rối, bởi vì mình làm ăn với một cái người như vậy hoặc là mình sẽ gặp phản bội hoặc là mình sẽ mang họa vào thân. Bởi vì khi mà một người không tin vào nhân quả thì cuộc đời của họ sẽ vô cùng nhiều những cái rắc rối. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là nhìn là phải nhìn ở cấp độ hạt giống, nhìn là phải nhìn ở cái cấp độ của nhân quả, chứ không có nhìn ở cái bề nổi, nhìn ở cái bề mặt để mà chúng ta bắt đầu chúng ta nói rằng là mình ai đó rồi mà đụng tới mình thì sẽ gặp chuyện này chuyện kia chuyện nọ, và mình là cái người mình có những người họ nói gì đó không biết tại sao
Hồi đó giờ ai mà đụng vô mình thì cũng gặp xui xẻo hết. À, họ gặp xui xẻo là bởi vì tất cả đều là hạt giống hết. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta để ý cái chuyện này để chúng ta không có những cái lời nguyền rủa mà nhiều khi mình cũng không mình không không biết, mình không nhận thức ra thôi. Còn mình nhận thức ra để mình dừng lại. Rồi mình không có thông cảm được với người khác. Không có thông cảm được với người khác, không có chia sẻ được với người khác. À, ai đó tới kể cho mình nghe một cái chuyện đau lòng của họ, gia đình họ gặp không có hạnh phúc, ví dụ như vậy đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta giảng đạo, đó, chúng ta nói đạo lý, chúng ta nói đạo lý này nọ, mà chúng ta không hề chưa kịp lắng nghe nữa, chúng ta chưa lắng nghe nữa mà chúng ta bắt đầu chúng ta nói đạo lý, thì cái người kia họ sẽ chịu không nổi. Đôi khi người ta chỉ cần lắng nghe thôi. Cái từ bi đôi khi chỉ là lắng nghe thôi, không có là cái gì khác hết. Nên là Trang nhớ cái câu chuyện mà của vua Alexander Đại Đế, Alexander Đại Đế đó, với lại ngài Diogen. Diogen là một gọi là một cái một nhà triết học của Ấn Độ, nói là một nhà triết học cũng được, mà nói là một kẻ ăn mày cũng đúng, bởi vì ông sống một cái cách rất là tự do. À, ông sống theo một cái cách mà ông được ông coi ông là một cái người giàu nhất thế gian này cũng đúng, mà coi ông là một cái kẻ ăn mày thì cũng đúng, bởi vì ông cứ sống một cách vô tư tự do như vậy. Thì Alexander Đại Đế ấy, là một cái người rất là bận rộn, một cái vị vua trẻ đi chinh phạt và đi đến đâu là chiến thắng đến đó. Và khi mà ông nghe nói về Diogen thì ông rất là mà ngưỡng mộ, Diogenes ấy. Thì ông rất là ngưỡng mộ và ông quyết tâm là ông phải đi tìm cho được cái vị học giả này để nói chuyện, để xem coi là tại sao mà ông ta có thể giàu có đến như vậy. Ông ta có một cái cuộc sống không có bận tâm về bất kỳ cái thứ gì hết. Thì khi mà ông đi tìm thì ông đi tới một cái dòng suối và ông thấy Diogenes đang nằm ở trên bờ suối, trên đang nằm ở trên cái bờ suối mà nó dưới là trải sỏi và đang tắm nắng, và người thì trần truồng nằm ở đó như một kẻ ăn mày, râu ria, tóc tai rối bời vậy đó. Thì Alexander Đại Đế mới nói với lại các cái vị cận thần của mình đó là dừng ngựa lại và đứng ở đó, và ông mới đích thân ông đi tới và ông chào, ông đứng đó và ông nhìn xuống Diogenes đang nằm ở kia và ông chào và ông nói là chào ngài, tôi nghe nói rằng là ngài là một cái người rất là tự do, lần đầu tiên tôi được gặp ngài và chứng kiến là ngài nằm ở đây, ngài ngay cả không có quần áo để mặc nữa. Ngài có cần tôi giúp cho ngài cái điều gì hay không? Tôi là Alexander Đại Đế, là cái người giàu nhất thế gian này, giàu nhất thế giới này. Thì lúc đó thì Diogenes mới từ từ mở mắt ra và nhìn cái vị vua trẻ và nói rằng là cái điều duy nhất mà tôi muốn là ông hãy đứng tránh qua một bên, đừng có che mặt trời của tôi, đừng có che mặt trời của tôi. Và cái câu chuyện đó nói lên rằng là đôi khi từ bi ấy, nó chỉ là không che mặt trời của kẻ khác thôi, để người khác được là chính mình. Cảm thông với người khác không phải là đưa cho họ giải pháp ABCD này nọ. Cảm thông với người khác đôi khi chỉ là không che mặt trời của họ thôi, tức là để cho họ là chính mình, chỉ đứng tránh qua một bên để cho họ là họ. Đó cũng là một cái sự đồng cảm. Còn nếu như mà chúng ta can thiệp, chúng ta thấy rằng trời ơi cái ông này ông nằm sao mà nắng quá, ông không có quần áo mặc, chúng ta lật đật chúng ta đem quần áo tới bắt ổng mặc vô, chúng ta đem lều đem chõng tới chúng ta che ổng để cho ổng mát, chưa chắc đó là cái sự đồng cảm, chưa chắc đó là cái sự chia sẻ. Đôi khi chỉ đơn giản là không che mặt trời của người khác. Một cái câu chuyện mà Trang đọc Trang rất là tâm đắc và thấy rất là ý nghĩa. Rồi như vậy thì những cái hành động gây tổn hại này có nghĩa rằng là đừng có vui mừng khi người khác gặp rắc rối, ngay cả đó là cái người mình ghét, ngay cả đó là cái người mà mình cảm thấy rằng là họ sống không tốt ở trong cuộc đời này. Có thể họ sống không tốt với rất là nhiều người và chúng ta cho mình cái quyền gọi là cái sự công lý, chúng ta cho mình cái quyền của cái sự công lý đó đó, chúng ta cho rằng ô cái người này không tốt cho nên họ gặp rắc rối trong cuộc đời họ là đáng đời rồi. Thật ra tất cả chúng ta đều không có cái quyền đó, đúng không ạ? Công lý là nó nằm ở ở luật pháp, ở luật trời và luật đời. Đúng không? Những cái luật đó đã lo hết cho cái chuyện công lý rồi.
không cần phải tới chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn vào cái quy luật của vũ trụ này, chúng ta chỉ nhìn vào nhân quả, và chúng ta chỉ nhìn bằng cái lòng trắc ẩn, bằng tình yêu thương của mình. Chúng ta biết rằng chỉ có từ bi và trí tuệ đi cùng với nhau thì chúng ta mới có thể có được một cái cuộc sống thật sự là hạnh phúc, và mới có thể thấu hiểu được, chia sẻ được với người khác. Cho nên là chúng ta đừng đừng vì cái chuyện là mình thấy rằng cái người này không tốt cho nên họ gặp rắc rối là đáng đời họ, là đúng họ rồi. Thì thật ra đằng sau đó, cái sự vận hành của tâm của mình nó vi tế, cho nên chúng ta không nhìn thấy rằng đó là cái sự ác ý, đó là một cái sự đố kỵ, đó là một cái cảm giác mà nó nuôi dưỡng những cái điều không tốt ở đằng sau mình mà mình không có biết. Và chính những cái này nó là những cái kẻ trộm để nó lấy đi những cái phước báo của mình mà mình không có biết. Rồi không có cầu những cái điều xấu cho người khác, không suy nghĩ xấu về người khác, không lan truyền những cái tin đồn xấu về người khác. Chúng ta khi mà chúng ta lan truyền một cái tin đồn, những cái người mà họ đồn đại những cái tin đồn xấu về người khác, mà có khi những cái tin đồn đó còn không có thật nữa kìa, thì đó chẳng khác nào là chúng ta đang vui vẻ trên cái nỗi thống khổ của người khác. Cho nên là chúng ta không không để cho những cái điều này nó làm ảnh hưởng đến cái con người của mình, đến cái phẩm hạnh của mình. Rồi, bây giờ như vậy thì hệ quả của cái việc cái hạt thiếu đồng cảm này là gì? Ở đây cũng là nói ở trên cái cấp độ cơ bản thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ dễ bị những cái cơn tức giận. Cho nên cái người mà nói rằng là em nóng tính lắm, em không có kiểm soát được cơn giận của mình, thì phải biết rằng là bởi vì họ có cái hạt thiếu đồng cảm này. Họ có cái hạt không lắng nghe được người khác. Họ có cái hạt không có cái sự đồng cảm, không có cái sự chia sẻ, mà chúng ta dễ sinh những cái tâm ác ý ở bên trong mình. Thì lúc đó mình sẽ có xu hướng là mình sẽ không kiểm soát được tâm trạng, những cái cơn nóng giận ở bên trong mình. Cái cơn nóng giận này nó có thể xảy ra ở trong gia đình, trong công việc. Có những cái người chỉ cần đi đường ấy, mà trời mưa họ cũng khó chịu, họ cũng 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 bực bội, trời nắng họ cũng bực bội, thời tiết thay đổi họ cũng bực bội, đúng không ạ? Rồi kẹt xe họ cũng bực bội, mà nói chung là họ nhìn thấy những cái cảnh giao thông ở ngoài kia, đi đường mà có một cái cây nó ngã, nó rớt xuống đó trước mặt họ, họ cũng bực bội. Thay vì là họ hoan hỷ, họ dừng lại, họ thấy có một cái nhánh cây rớt xuống trước mặt thì thôi mình tấp xe vô, xong mình kéo nó để mình tránh đường cho người khác. Đó là cái lúc mà mình tạo được rất nhiều phước. Đó, những cái như vậy đó, thấy một cái cục đá nằm ở giữa đường, dừng xe lại và tấp xe vô lề, đậu một cách cẩn thận, xong quay ra cầm cái cục đá đó mang vô để ở trên cái lề đường để cho người khác đi qua đi lại không gặp nguy hiểm. Tất cả những cái đó thay vì bực bội, thì lúc đó mình có một cái cơ hội để mà mình có được cái từ bi. Mình có được một cái cơ hội để mà mình có được cái phước đức cho mình là ở ngay cái chỗ này đây. Và có những người thì cũng làm, cũng đi đường chạy xe thấy có mấy cái cục đá nó nằm ở giữa đường thì cũng dừng xe lại, cũng mang vô, nhưng mà trong miệng lầm bầm chửi. Cái người nào mà chơi vô ý thức ném đá ra như vậy làm ảnh hưởng đến người khác, đó lại lại là cái thiếu cái sự đồng cảm, thiếu cái tại vì chúng ta đâu cần phải làm vậy đâu. Chúng ta sẽ không biết cái nhân duyên vì sao những cái cục đá này nó nằm ở trên đường này. Chúng ta sẽ không biết những cái nhân duyên nó đâu, vì sao vậy. Một cái sự sắp xếp của vũ trụ để cho chúng ta có cơ hội tạo phước cho mình. Cho nên là hãy biết ơn hết, không có cần phải nguyền rủa ai hết trong cái việc làm của mình. Mình làm là mình làm, mình không có cần phải nguyền rủa ai trong khi mình làm. Cái điều đó nó rất là quan trọng để mình để ý, để khi mà mình làm một cái việc tốt đó, đừng có để nó cái hạt giống tốt mình gieo xuống nó thành cái hạt lép là được. Rồi, nếu như mà chúng ta có cái hạt giống này, có cái hạt giống thiếu đồng cảm này, thì chúng ta sẽ thấy có cái xu hướng là mọi người hay trở mặt với mình, hay đâm sau lưng mình. Có nghĩa là người ta phản bội mình theo một cách nào đó. Người ta trở mặt. Lúc trước mặt mình người ta nói tốt lắm, sau lưng mình người ta nói xấu. Cho nên là chúng ta cũng để ý cái chuyện này. Rồi, khi mà làm kinh doanh, những cái người mà có cái hạt thiếu cái sự đồng cảm này, thì khi làm kinh doanh sẽ dễ gặp cái môi trường hỗn loạn mà không có lý do. Đầu tư thì lúc mà chúng ta thấy thị trường nó đang ngon lành vậy đó, chúng ta đầu tư vô thì tự nhiên thị trường nó lên xuống thất thường, nó rất là bất thường. Mà chúng ta không hiểu lý do, không có một cái nguyên lý nào để mà chúng ta có thể giải thích được. Nhưng mà
Rồi khi chúng ta cần thì không ai giúp đỡ hết. Một cái người thiếu cái sự đồng cảm, một cái người mà không biết cảm thông với người khác, một cái người không có lòng trắc ẩn thì sẽ không ai giúp mình hết. Sẽ không ai giúp mình hết. Khi mà mình cần cái sự giúp đỡ rất là khó khăn. Cho nên á, những cái người mà biết chia sẻ với người khác, họ luôn luôn có rất là nhiều bạn. Và họ luôn luôn khi họ cần cái gì đó, thậm chí họ chưa kịp nói ra là đã có người nhào tới để mà trợ lực rồi, đã có người đề nghị giúp đỡ rồi. Nhưng mà cũng có những người rất là khó khăn và tìm hoài không ra cái sự giúp đỡ. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhìn vào đây thôi, quan sát cái điều này để chúng ta biết được rằng là mình có bị phạm cái hạt này hay không. Đúng không ạ? Chúng ta quan sát cái điều này để biết xem mình có bị phạm cái hạt này hay không, thì mình quay trở về để mà mình sửa đổi. Mình sửa đổi cái hạt này là cái hạt dễ sửa đổi, không phải khó. Rồi bây giờ làm sao để sửa đổi? Gieo cái hạt cảm thông cho người khác như thế nào? Cái thứ nhất là mình nhận thức được là mình đã có những cái hạt thiếu đồng cảm như thế nào, đã có những cái hạt ác ý như thế nào. Thì chúng ta bắt đầu bằng cái việc là chúng ta sám hối và dừng các hành động gây tổn hại lại. Khi chúng ta tức giận một cái người khác, khi chúng ta cảm thấy tức giận, sân hận với một cái người khác, đó cũng là một cái hạt thiếu đồng cảm, cái hạt ác ý. Khi chúng ta chỉ cần chúng ta nghĩ người khác không thành công, đó cũng là một cái hạt ác ý. Khi chúng ta nghĩ rằng ở cái người này, người ta có một cái cuộc hôn nhân xong chúng ta nói rằng là cái ngữ này chắc là sống vài bữa là chia tay. Chúng ta chỉ cần chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái lời nói như vậy là chúng ta đang có ác ý. Mặc dù có thể là chúng ta nói vui thôi, mặc dù chúng ta chỉ đùa thôi. Chúng ta thấy là những nghệ sĩ này kia họ họ lấy nhau rồi chúng ta có những cái lời nó như vậy đó, thì chúng ta đó cũng là những cái ác ý. Cho nên là ngay cả cái hình ảnh tiêu cực về người khác ở trong tâm trí của mình thì đó cũng là ác ý. Mình nhìn người khác không có tốt, hoặc là mình nhìn người khác không thành công, hoặc là mình nhìn người khác không hạnh phúc, hoặc là mình nhìn người khác như là một cái người là trời ơi cái người đó nghiệp mà, quá trời nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta nhìn theo cái cách như vậy đó, nghiệp kiểu đó thì làm sao mà thoát ra nổi. Ví dụ như vậy, những cái suy nghĩ đó nó rất là đơn giản và nó rất là dễ phát sinh ở trong tâm thức của mình, thì nó đều là ác ý. Và chúng ta phải dừng ngay những cái suy nghĩ đó, mà hãy nghĩ tin rằng là cái người kia hoàn toàn có thể thay đổi, người kia hoàn toàn có thể thoát ra khỏi cái bế tắc của hiện tại. Người kia cần được lắng nghe, người kia cần được chia sẻ, người kia chỉ cần một ai đó đồng hành ở bên cạnh. Đúng không? Và người kia, mình cái mà mình khởi cái tâm mà làm sao để cho người kia họ họ không sợ hãi ở trong cuộc sống này, khởi cái tâm làm sao để cho cái người kia họ luôn luôn cảm nhận hạnh phúc ở trong cuộc sống này, họ mong nguyện cho họ có được hạnh phúc, nguyện cho họ có được trí tuệ để họ hiểu về nhân quả, nguyện cho họ được gặp những cái duyên lành ở trong cuộc sống này, thì đó mới là những cái hạt đồng cảm mà chúng ta gieo xuống. Rồi phát ra những cái suy nghĩ tốt, những cái suy nghĩ tích cực về người khác, hiểu, ví dụ như là nguyện cho họ hiểu về nhân quả, rồi nghĩ tốt về họ. À, họ có thể họ có những cái sai lầm này, nhưng mà bản chất của họ là tốt. Vì bản chất của tất cả chúng ta là tình yêu thương. Tất cả chúng ta đều có một cái tôi thiêng liêng cao cả ở bên trong, và tất cả chúng ta đều đẹp giống nhau. Có thể có một vài cái hành động nào đó, một vài cái hành vi nào đó ở ngay cái thời khắc hiện tại này nó không phù hợp, nhưng mà cái điều đó nó không phải là bản chất của con người đó. Ngay cả khi mà chúng ta hay nói rằng là ồ bản chất nó là vậy rồi, đó cũng là ác ý nha, đó cũng là cái ác ý, đó cũng là cái sự thiếu đồng cảm thôi, bản chất của nó vậy rồi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta để ý, nó nhỏ lắm, nhưng mà chúng ta để ý cái điều đó, nghĩ tốt về người khác và xem người khác là thầy của mình. Làm sao để xem người khác là thầy của mình? Cái này quan trọng lắm. Bởi vì á, giống như Khổng Tử thì phải, Khổng Tử nói là ai đi cùng ta một đoạn đường thì người đó là thầy ta, đúng không ạ? Vì sao vậy? Vì chắc chắn chúng ta nhìn thấy người đó tốt hay không tốt hay như thế nào đó là phóng chiếu từ hạt giống của ta. Cho nên ta nhìn họ để ta học cách ta sửa mình. Thì như vậy họ là thầy của mình rồi. Cho nên chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần nhìn người khác như thế nào, bất kể bạn nhìn thấy người khác là cái gì, bạn quay trở về bạn sửa hạt giống của mình, thì đó chính là xem người khác là thầy của mình. Trân trọng cái nhân duyên đó, trân trọng cái nhân duyên, biết ơn cái người đó họ xuất hiện để giúp cho mình nhìn ra cái hạt giống của mình. Nếu là hạt tốt, phát huy lên và biết ơn vô cùng. Nếu là hạt chưa tốt, quay trở về sửa.
họ là thầy của mình. Rồi, đồng cảm với những người đang gặp vấn đề, đồng cảm với những cái người mà đang gặp vấn đề. Mình nếu mà mình không bị cái nghiệp liên quan thì mình sẽ không thấy cái cảnh đó. Cho nên khi mình nhìn thấy cái cảnh của một cái người họ đang gặp một cái vấn đề gì đó, mình biết rằng mình phải có cái hạt giống đó mình mới nhìn thấy. Cho nên là mình đồng cảm với họ, mình lắng nghe, mình chia sẻ. Nếu mình giúp đỡ được họ, mình thật sự mình đặt tâm mình vào, mình giúp đỡ được họ, mình có cái sự thấu cảm, thì ngay lúc này là cái lúc mà mình tạo được phước đức rất là nhiều. Chứ còn mình nói rằng ô nghiệp mà ráng chịu, thì lúc đó có nghĩa rằng là mình đã có cái, mình đã gieo xuống một cái hạt ngược lại rồi, là một cái hạt xấu mình đã gieo xuống rồi. Và như vậy thì trong cuộc đời mình cũng sẽ gặp những cái người mà họ không có đồng cảm với mình. Người ta nói rằng là một sợi tóc rơi cũng không nằm ngoài ý Chúa. Cho nên là bất kỳ ai chúng ta gặp, bất kỳ cái người nào chúng ta gặp, bất kỳ một cái vấn đề rắc rối nào mà của người đó đang gặp phải, đều là vấn đề của mình, đều là cái để cho mình thấy, để mà mình nhận diện cái hạt giống của mình, để mình rút ra một cái bài học gì đó cho mình, và để mình gieo một cái hạt giống tốt đẹp xuống cho cuộc đời của mình. Cho nên là mọi việc xảy ra đều phải có lý do để cho chúng ta nhìn thấy. Vì sao mình nhìn thấy mà không phải là người khác nhìn thấy? Cho nên chúng ta nhìn nhận theo cái cách đó để chúng ta trân trọng, chúng ta biết ơn tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta trực tiếp trải nghiệm, hoặc là chúng ta nghe thấy, nhìn thấy thoáng qua thôi, cũng là cái mà để cho chúng ta nhận diện được, để mà chúng ta thực hành, chúng ta biết ơn. Và chúng ta bắt đầu chúng ta nhận diện để chúng ta chuyển hóa cho bản thân mình. Rồi chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho người khác thành công, cầu mong những cái điều may mắn đến với họ. Bất kỳ ai, ngay cả cái người chúng ta ghét nhất, ngay cả cái người mà chúng ta thấy rằng là ô đang rất là ép, đang rất gây những cái thảm họa cho nhân loại, thì chúng ta vẫn phải có một cái lời cầu nguyện cái điều tốt đẹp đến cho họ. Vì sao? Vì chúng ta tưới tẩm vào trong một cái hạt giống tốt ở trong tâm thức của mình. Và nếu mà chúng ta làm cái điều này đủ mạnh mẽ và chúng ta lan tỏa được, chúng ta tạo ra một cái tâm thức cộng đồng tốt, thì chính chúng ta là có thể giúp chuyển hóa cái con người đó, giúp chuyển hóa cái tình huống đó, cái hoàn cảnh đó. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là ồ, chúng ta kích động thêm vào trong đó. Đúng không? Chúng ta thấy rằng là ồ, cái cuộc chiến tranh giữa đất nước này với đất nước kia, và chúng ta bắt đầu chúng ta lên án tổng thống của nước này, lên án tổng thống của nước kia, rồi chúng ta đi ra ngoài kia chúng ta lan truyền những cái thông tin rằng là ồ, tổng thống nước này nước kia xứng đáng bị trừng phạt thế này thế nọ. Tất cả những cái đó là chúng ta đang tưới vào sai cái hạt giống, chúng ta đang tưới vào cái hạt giống mà nó có thể làm cho thế giới này càng ngày càng bất ổn hơn. Cho nên chúng ta học cái cách để đừng có phê phán, đừng có phê phán những cái quốc gia khác, những cái con người, những cái vấn đề ở xung quanh chúng ta. Chúng ta không đổ lỗi, không nạn nhân, mà chúng ta hiểu rằng mình có trách nhiệm để mà đóng góp một phần của mình trong cái việc cải thiện cái thế giới này, bằng cách là gieo những cái hạt giống đẹp đẽ ở trong tâm thức về mọi con người, về mọi cái vấn đề ở trong cái cuộc sống này. Giống như COVID vừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta đổ là cái COVID này nó xuất phát từ một cái quốc gia, và chúng ta bắt đầu chúng ta lên án cho cái điều đó, và chúng ta cho rằng là tại vì cái điều đó mà khiến cho thế giới này đau khổ, thế giới này gặp nhiều những cái vấn đề như vậy. Nếu chúng ta không nhìn ở góc độ nhân quả thì chúng ta sẽ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở góc độ nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là tất cả chúng ta đều có trách nhiệm để cải thiện. Tất cả mọi con người ở trên thế giới này, ở trên cái hành tinh này, đều có trách nhiệm để mà thay đổi, để mà cải thiện. Đây là một cái hạt giống chung. Và chúng ta không có đổ cho một cái quốc gia nào đã gây ra cái tình trạng này, mà chúng ta tập trung vào cái việc là chúng ta sửa chữa, chúng ta tập trung vào cái việc là chúng ta gieo lại những cái hình ảnh tốt đẹp mới ở trong tâm thức của mình. Và nếu như tất cả những cái con người ở trên thế giới này bắt đầu có một cái hình ảnh tích cực, hình ảnh tốt đẹp mới, thì thế giới sẽ được thay đổi. Cho nên là hãy cầu chúc cho người khác thành công, cầu cái điều may mắn đến cho họ, cho dù họ đang xấu như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng nguyện những cái điều tốt lành đến với họ. Và giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, dĩ nhiên rồi, gặp một cái người hoạn nạn thì chúng ta phải ở trong cái lúc nào cũng ở trong một cái tinh thần
đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ, chứ không phải là chúng ta chỉ lướt lướt qua, chúng ta chỉ nói cho có nói, chia sẻ theo cái cách là chỉ ở ngoài miệng của mình thôi, mà ở trong lòng của chúng ta không có một cái thật tâm là chúng ta đồng cảm, chúng ta chia sẻ và chúng ta có thể giúp họ trong cái khả năng của chúng ta, những gì chúng ta có thể làm được. Thì đó là cái hạt giống đồng cảm, cái hạt giống mà nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và đó là cái phần chia sẻ của Trang hôm nay. Bây giờ mình sẽ có khoảng 30 phút ngày hôm nay là mình có nhiều thời gian hơn để có thể trao đổi. Thì Trang xin trả diễn đàn lại cho MC Mộng Hợp để mình có thể mình chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nếu như trong những cái gì mà Trang chia sẻ nó có cái sự chưa rõ ràng thì Trang cũng xin cô chú, anh chị, quý thầy cô mình có thể mình đưa tay lên để mà mình trao đổi, để Trang có thể Trang trên cái hạt giống của mình, Trang có thể Trang chia, Trang nói sâu hơn. Trang xin cảm ơn ạ. Rất là vô cùng biết ơn về những chia sẻ của cô, và trong ô chat thì em cũng đọc được rất là nhiều lời biết ơn cô Thiên Trang về những gì mà cô chia sẻ. Có rất nhiều bài học sâu sắc từ những việc, từ những cái chia sẻ của cô hôm nay, phải không ạ? Từ bỏ phán xét, hãy trân trọng mọi nhân duyên đến trong cuộc đời, vì mọi nhân duyên đều là giúp chúng ta tu sửa, chuyển hóa bản thân và để cho cuộc sống của chúng ta cũng như mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là những thông điệp mà một vài ý chính mà học sinh được chia sẻ với tất cả mọi người. Và rất biết ơn cả nhà đã tương tác. Và em đã nhìn thấy một cánh tay của bạn Lã Đăng Hưng. Em Hưng xin được xin chân thành kính chào thầy Thái, cô Thiên Trang. Đúng là hôm nay thực sự là có duyên. Buổi sáng hôm nay thì tự nhiên là em có một cái bài thi liên quan tới marketing online thuộc bên công nghệ thông tin đó. Thì cũng thực sự là hôm nay là nghe được giọng của cô Thiên Trang là tự nhiên là thay đổi một cách mà làm cho em rất là ngạc nhiên. Lúc đầu mà để ý kỹ thì nghe giọng rất là bay, nhưng mà em không hiểu là bằng cái cách nào mà cô giáo lại đổi giọng vào buổi sáng. Và chị Mộng Hợp thì đúng là em cũng hay để ý chị Mộng Hợp dẫn chương trình ở trong cái lớp mà khơi thông dòng chảy thịnh vượng á. Mà hôm nay thì chị Mộng Hợp lại tự nhiên lại bị thay đổi với một cái giọng của chị Nam Thư, biên tập và phát thanh viên. Em không hiểu là giữa cô Thiên Trang với chị Mộng Hợp là có một cái hạt giống gì mà tự nhiên lại thay đổi giọng một cách một trời một vực như vậy. Cô và chị chia sẻ. Rồi, cảm ơn cái cảm ơn cái chia sẻ của Đăng Hưng. Một trong những cái lý do mà có thể nghe giọng Trang hôm nay khác là bởi vì Trang đang bị cảm cúm. Rồi, ok, Trang chắc là cảm ơn Đăng Hưng rất là nhiều. Chắc Trang xin mời người khác ha. Trang thấy có mấy cánh tay hợp. Dạ, tiếp theo em xin mời bạn Lê Dương Thể Hạnh ạ. Hạnh chào cả nhà nghe. Đăng Hưng ơi, Hạnh vẫn nghe mỹ nhân Thiên Trang và mỹ nhân Mộng Hợp nói như mỗi ngày đó. Cho nên là chắc là cái hạt giống trong Đăng Hưng nó xuất hiện một cái gì đó hay ho lắm á Đăng Hưng. Cho nên là Đăng Hưng kiểm tra đi nha. Hôm nay Hạnh có một cái này hỏi cô giáo xinh đẹp này, cô giáo ơi. Ở gần nhà Hạnh, hàng xóm chung cư nhà Hạnh đã có một anh đẹp trai. Anh đi vô trong bãi xe mà hễ mà thấy ai mà đậu xe mà đậu ra giữa đường ảnh hưởng tới người khác, anh chẳng có nói, anh chẳng có gì, anh không có lòng mầm, không có gì hết trơn á, mà chỉ đi tới xong rồi vật ngã cái xe xuống để lần sau người ta không có làm ảnh hưởng tới người khác nữa. Như vậy thì cái hành động này nó nói lên cái gì cô giáo xinh đẹp?
Hay quá, cái câu hỏi rất là hay luôn. Tâm của ảnh thì mình không có biết được. Ví dụ như ảnh làm cái điều đó mà với một cái tâm, à ảnh nghĩ rằng là làm cái này để cho lần sau người ta đừng có đậu xe bừa bãi nữa. Dĩ nhiên có nhiều cách, có nhiều cách để mà mình giúp cho một cái người khác không đậu xe bừa bãi. Ví dụ như là mình lẳng lặng mình dắt xe vô, mình để một cách nghiêm túc, thậm chí là mình viết một cái miếng giấy nhỏ mình để trên cái yên xe chẳng hạn. Trang đã từng làm cái điều này với khi mà mình sống ở trong cái chung cư á, và rõ ràng là mình viết rất lịch sự, rất là mình xin là để xe vậy để không làm ảnh hưởng đến những cái người khác, và mình biết ơn họ về cái điều đó, và từ đó về sau họ không làm nữa. Thì đó cũng là một cái cách, đó cũng là một cái cách. Cái cách đó nó sẽ không để lại ân oán. Còn cái cách đó mà mình để mình vật cái xe của người đó ra, mà mình biết rồi cái xe mà để rồi mà mình ngã nó, rồi nó có thể nó đổ xăng ra, nó có thể nó gây nguy hiểm cho cái khu dân cư đó, nó có thể, và cái người mà họ chủ xe đó đó, họ sẽ rất là giận, họ sẽ có cái ân oán, đúng không ạ? Chúng ta làm cái gì á, nguyên tắc của chúng ta là không để lại ân oán, không để lại ân oán. Vì sao vậy? Vì khi để lại cái đó là cái nghiệp của mình mà, rồi tới lúc mình cũng sẽ gặp những cái hạt như vậy thôi. Có thể cái chủ đích của ảnh là tốt, có thể cái chủ đích của ảnh là tốt, thì mình biết rồi một cái hạt giống đó, cái tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nó tùy vào cái mức độ, cái chủ đích của mình. Tuy nhiên là cái mức độ đón nhận của cái người kia đó, mà nếu chúng ta làm cái mà nó tạo nên cái sự sân hận cho người kia nó lớn đó, thì tự nhiên là mình phải chịu cái nghiệp đó. Mình phải chịu cái nghiệp đó. Đó là một cái nghiệp mà nó làm mất đi cái phước của mình. Thay vì là cái việc, cái hành động đó của mình đáng lý mình tạo được phước, thì cuối cùng là mình còn tạo thêm cái nghiệp mới cho mình nữa. Cho nên là cái cách làm đó, nhưng mà nó thể hiện cái gì? Khi một cái hành động như vậy nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện á, có thể là mình có một cái thói quen của cái sự bạo lực ngấm ngầm ở đâu đó. Nó có cái thói quen của cái sự bạo lực ngấm ngầm ở đâu đó. Nó cũng tương tự như cái hành động mà mình muốn con mình tốt thì mình đánh nó vậy đó. Tức là mình làm một cái gì đó mà nó có thể nó làm tổn thương người khác, nó làm tổn hại người khác, để cho người khác thay đổi. Mình nghĩ rằng là làm vậy thì người ta sẽ thay đổi. À, cái xe của anh nó vật ra cho nó ngã lăn ra đó, để lần sau anh tới anh biết mà anh chừa. Nhưng mà cái đó, cái suy nghĩ đó, đó, cái suy nghĩ đó nó vẫn không có đến từ cái một cái hành động mà nó tốt trọn vẹn. Một cái hạt giống tốt trọn vẹn nó chưa đủ điều kiện cho một cái hạt giống tốt trọn vẹn. Thì không biết là Hạnh có chia sẻ thêm cái gì chỗ này không ạ? Có một tí xíu nữa cô. Ok. Vậy thì nếu như mình khuyên ảnh thì mình phải làm sao? Thì mình nói với ảnh thôi. Mình nói là cái hành động của anh rất là tốt. Anh là một cái người mà anh làm như vậy, anh vừa giúp cho những cái người khác đó họ có một cái ý thức để mà họ không có cản, không có gây chứng cản cho người khác. Bởi vì chúng ta biết nè, khi mà chúng ta để ý luôn ha, khi mà mình đậu xe hay là mình đứng hay là mình chạy xe ở ngoài đường ấy, hoặc là mình mua đồ này kia, mình tấp cái xe vô ấy, mà mình cứ mình đậu ở cái chỗ mà nó làm cản trở cái lưu thông của người khác ấy, thì cái hạt hanh thông ở bên trong mình nó cũng bị cản trở. Công việc của mình nó cũng bị chướng cản. Nó không có hanh thông, nó không có thuận lợi, nó bị chướng cản. Cho nên khi mà mình đậu xe bừa bãi mà mình gây chướng cản cái giao thông của người khác ấy, thì đó cũng là một cái hạt hanh thông của mình nó sẽ bị cản trở. Cho nên ảnh làm một cái việc như vậy là để ảnh giúp cho người khác, không có bị giúp cho người khác để hiểu, để mà giữ gìn cái hạt hanh thông này. Mình hạnh có thể hạnh chia sẻ với ảnh vậy đó, hạnh chia sẻ với ảnh là hạnh học về nhân quả đó, hạnh thấy cái hành động của ảnh rất là tốt, đó là giúp cho người khác không có bị cái hạt chướng cản ở trong cái sự hanh thông đó đó. Những cái việc đó của ảnh rất tốt. Tuy nhiên là cái cách làm của ảnh đó có thể là nó khiến cho cái hạt giống đáng lý ảnh có thể có được rất là nhiều những cái phước đức từ cái hành động đó của mình đó, thì nó lại bị ảnh hưởng. Đó chính là cái cách làm như vậy có thể gây cái sự tức giận ở trong lòng người khác. Và khi mà nó gây tức giận ở trong lòng người khác hay gây cái sân hận ở trong lòng người khác đó, người ta có người người ta nói ra, có người người ta không nói ra, nhưng mà chắc chắn cái sự khó chịu ở trong lòng người khác mà nó trồi lên đó, thì có nghĩa là cái phước của mình nó bị giảm rồi. Cái việc của mình là làm cho người khác vui vẻ. Cái nhiệm vụ của mình là làm cho người khác vui vẻ. Phước đức nó tới khi mình làm cho người khác vui vẻ. Và khi mà mình không có làm cho người khác vui vẻ được á,
thì có nghĩa là mình đã bị mất đi những cái hạt giống đẹp, nó mất đi cái sức mạnh của những cái hạt giống đẹp mà mình gieo xuống. Nên là thì mình cứ chia sẻ với ảnh thẳng thắn vậy thôi, và mình nói với ảnh chẳng có thay đổi hay không là chị, rồi người ta thay đổi hay không là chuyện của ảnh, chị người ta đúng rồi, mình không có can thiệp vào trong cái nghiệp của người khác. Nhưng mà nếu hạnh còn tốt hơn nữa đó, thì hạnh viết sẵn một mớ giấy, hạnh viết sẵn một mớ giấy thiệt là đẹp, hoặc đánh máy thiệt là đẹp, in ra rồi vậy đó, rồi xong rồi tặng cho ảnh, nói là mai mốt đó mà anh gặp cái tình huống như vậy đó, anh dắt xe của người ta vô đó, xong rồi anh nhét cái miếng giấy này vô nè, vô cái yên xe của người ta đó, để cho người ta nhìn thấy, người ta cũng thấy rằng là à, một cái lời khuyên rất là đẹp ở trên đó thôi, một cái câu rất là thôi, biết ơn. Ồ, cái vụ này hay á nha, vụ này hay á. Rồi cảm ơn, gieo hạt chung luôn. Thành được. Cảm ơn cô giáo xinh đẹp. Ôi vụ này hay quá. Rồi được, cảm ơn cô giáo xinh đẹp, cảm ơn cả nhà nha. Rồi, rồi cảm ơn Hạnh nhiều. Cảm ơn cô. Gieo được nhiều cái hạt giống đẹp nha. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thể Hạnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đôi lúc trong cuộc sống, cái tình yêu thương nó thể hiện bằng những hành động rất là nhỏ, nhưng mà phải rất là tinh tế và phải xuất phát từ cái lòng yêu thương thì mình mới làm được những việc như vậy, đúng không ạ? Dạ. Dạ, em xin mời tiếp theo chị Bùi Thị Hoa. Em chào mọi người, em chào thầy, em chào các cô. Cô cho em hỏi một vấn đề một chút xíu, là trong quá trình em tu thân và khi mà chia sẻ cái sáng cái hạt đồng cảm á, thì có những lúc giống như thực sự là cái hạt mà cô vừa mới nói là cái hạt hanh thông á cô, thì em thực sự ra là khi mà em chia sẻ với bạn em và chồng em và những người em của em ở trong gia đình hiện tại bây giờ, thì có lẽ là cái hạt mà gọi là như thế nào ta, ví dụ như là em chia sẻ của với chồng em đi chẳng hạn, cái việc mà ảnh bỏ rượu với bỏ thuốc, thì khi mà một thời gian thì ảnh đã từng bỏ rồi, nhưng mà xong cái ảnh lại không bỏ được nữa, ảnh lại phải hút lại, thì khi mà em chia sẻ thì ảnh lại có nghĩa là nói một cái gì đó nhưng mà ảnh không được vui á, là ảnh lại hút lại hay là một cái gì đó, thì em không hiểu là bây giờ mình cái cảm thông hay là mình như thế nào để mình chia sẻ lại mà ảnh không có bị bức bối hay là bị một cái gì đó là gọi là mình cái dạng như hồi nãy cái hạt mà mình gây cái hạt tổn hại của cái hạt cảm thông này này cô, nên em bị vướng ở chỗ này. Hoặc là em của em chẳng hạn, thì cái vấn đề mà bạn đó đang có sự khích mắc với chồng bạn một cái gì đó, nhưng mà bạn chưa chịu trách nhiệm vô bản thân mình, em nhìn thấy là bạn đang chưa chịu trách nhiệm vô cái bản thân mình, thì em khuyên, nhưng mà nhiều khi là em sợ là em lại bị phạm hạt, là mình có khi nào là do cái hạt mình trổ ra là hồi trước là do mình không tôn trọng cái mối quan hệ đó, nên mình không tôn trọng cái hạt của mình, nên thành ra là bây giờ mà mình khuyên thì mình khuyên như thế nào. Thì em hay kể câu chuyện cho bạn đó là cây bút, và cái mà cái em hay dùng cái câu đó là một cọng tóc rơi không hòa ý Chúa, thì cái bạn đó thì bạn lắng nghe em nhiều, nhưng mà nên khuyên như thế nào để mình không có bị phạm hạt đó cô? Ý em là vậy. Rồi, không cần khuyên, chỉ cần quay về sửa mình thôi. Bởi vì em đã nói rồi mà, em nhìn thấy cái cảnh của bạn em mà, một sợi tóc rơi đâu nằm ngoài ý Chúa đâu. Cho nên là nếu em nhìn thấy cái cảnh của bạn em như vậy thì đó là hạt ở trong em thôi. Như vậy thì em sửa lại cái hạt ở bên trong mình thôi. Em cứ sửa cái hạt bên trong mình đi. Đó, giống như cái câu chuyện hồi nãy đây có một cái bạn mới vừa hỏi lại nè. Dùng những cái đạo lý để mà yêu cầu bản thân mình thay đổi á, thì đó là mình đang giảng đạo. Còn nếu như mà mình đem những cái đạo lý đó ra mình nói và mình yêu cầu người khác phải thay đổi á, thì chỉ có hoặc là người ta nghe hoặc là người ta cũng bỏ ngoài tai thôi, không có thay đổi được. Cái việc của mình á, là mình sửa bản thân mình, mình nhìn thấy mình sửa hạt giống của mình, nó phóng chiếu ra cái người bạn đó cũng là con sư tử vàng của mình, ông chồng của mình cũng là con sư tử vàng của mình thôi. Vậy thì mỗi khi ông chồng mình làm ông buồn, cái ông đi hút thuốc thì đừng làm ông buồn nữa. Đó là đồng cảm. Nhưng mà sự thật á, là ví dụ một cái người mà họ
họ rơi vào một cái nghiện gì đó, ví dụ như họ hút thuốc chẳng hạn, hay là một cái nghiện gì đó, thì bởi vì cái hạt giống nghiện mình cũng có ở bên trong mình cũng nghiện một cái gì đó, chắc chắn là mình phải nghiện một cái gì đó cho nên mình mới nhìn thấy như vậy. Mình không phải thuốc lá thôi, nhưng mà mình cũng nghiện một cái gì đó mà nó cũng hại đến sức khỏe của mình. Thậm chí có nhiều người nói là nghiện lướt Facebook đi, nói là ô cái này nó đâu có hại gì đâu, nó cũng nghiện đó nhưng mà nó đâu có hại gì đâu. Nó có hại không? Có, nó có hại, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của mình, cái sức khỏe của cái nội tâm của mình. Bởi vì mình lướt qua hoặc là mình lướt tin tức này kia, mình đọc những cái tin tức vô bổ này nọ, thì nó cũng làm cho tâm trí của mình nó rối bời ở trong đó. Cho nên là đầu tiên là phải đồng cảm với ông chồng, bởi vì cái chuyện mà ông bỏ được thuốc lá hay không nó đến từ ông chứ không phải đến từ cái lời khuyên của mình. Mà muốn nó đến từ ông, nó đến từ cái nhận thức của ông, thì cái việc của mình là cái việc mà mình chia sẻ, mình đồng cảm và mình làm sao để có thể hạn chế tối đa cái ảnh hưởng của cái việc đó lên sức khỏe của ảnh và sức khỏe của những cái người hút thụ động là mình hay con cái này kia, bằng cách là mình chăm sóc ảnh nhiều hơn. Cái mỗi khi như vậy thì mình chăm sóc ảnh nhiều hơn. Ví dụ như thấy ảnh bước ra ngoài ảnh hút thuốc chẳng hạn, thì thay vì là nói là anh bỏ thuốc đi hay cái gì đó, thì có thể pha ly nước chanh mang ra để cái bên đó cho nó hóa giải bớt, ví dụ vậy đó. Có cái cách chia sẻ, cái cách nói để người ta thấy, nhìn thấy cái sự đồng cảm này, thì tự nhiên tới một lúc tự nhiên người ta thấy rằng ồ, vì mình hút thuốc mà vợ mình còn phải cực khổ để làm cái việc này việc kia để mà chăm sóc cái sức khỏe cho mình nữa, là tự ảnh nhiều khi tự ảnh đánh đổi, ví dụ như vậy đó. Mình không biết, sẽ có nhiều cái cách khác nhau lắm, mình không có biết, mỗi người sẽ có một cái hành xử khác nhau. Nhưng mà nếu mà là một cái sự đồng cảm thì mình hãy nhìn vào cái người đó, ví dụ mình thấy rằng cái này nó không tốt cho sức khỏe của ảnh, thì thay vì là mình nói ảnh là ngưng, ảnh đâu có ngưng được, tự ảnh không ngưng được, nhưng mà mình sẽ chăm sóc ảnh. Nếu ảnh hưởng đến sức khỏe thì bây giờ làm sao để cho sức khỏe của ảnh tốt hơn, mình sẽ chăm sóc nhiều hơn nữa. Sẽ có những cái tình huống là khi thấy chồng đi nhậu hay là hút thuốc rồi chẳng vậy đó, thì mình sẽ có cái xu hướng bỏ mặc, thật kệ nó, ổng là ổng hút rồi ổng chết ổng ráng ổng chịu, ổng bệnh ổng ráng ổng chịu, thì đó là ác cảm. Còn nếu như mình làm cái điều ngược lại, gieo cái hạt ngược lại bằng cách là chăm sóc nhiều hơn, những cái lúc như vậy thì càng chăm sóc nhiều hơn. Chồng đi nhậu về thì lật đật pha nước chanh cho uống, làm sao để giải rượu nhanh nhất, học những cái cách, cái phương pháp gì đó giải rượu nhanh nhất, giúp cho anh khỏe nhanh nhất. Mình gieo cái hạt ngược lại như vậy đó. Và ở trong tâm thức của mình tin rằng là chồng mình đến một ngày khi mà cái hạt giống ở bên trong mình mà nó thay đổi, thì ảnh sẽ có cái sự chuyển hóa, ảnh sẽ thay đổi được, ảnh sẽ có cái sự chuyển hóa, ví dụ như vậy đó. Thì lúc đó mình có một cái niềm tin vững vàng như vậy, thì cái hạt đó mình gieo thì giúp cho chồng mình từ từ sẽ được chuyển hóa. Đúng không? Nhưng mà mình bắt đầu sửa trên bản thân mình. Mình cũng có những cái nghiện, mình cũng có những cái lúc mình cô đơn, cô độc, thế là mình sa đà vào trong cái nghiện này, cái nghiện nọ, thì mình phải quan sát mình để mà mình tỉnh giác ở trong những cái lúc đó. Thì tự nhiên cái người chồng cũng sẽ tự ý thức về những cái hành động của ảnh trong những cái lúc mà cái tâm trạng nó không có tốt, ví dụ như vậy. Được không ạ? Ok, cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dạ rồi, cảm ơn. Rất cảm ơn câu hỏi của chị Hoa. Rõ ràng câu hỏi của chị Hoa đã là một cái vấn đề mà của bao nhiêu người cũng đang gặp phải, mà câu trả lời của cô cũng trả lời được rất là nhiều vấn đề của mọi người. Có thể chúng ta đúc kết được một điều là tất cả nếu đến từ tình yêu thương và sự đồng cảm thì tự nhiên chúng ta sẽ có giải pháp, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu bằng cái sự yêu thương và sự đồng cảm với những cái hành động đó, thì chúng ta hiểu được rằng là tại sao, và chúng ta sẽ tìm ra được cái cách để giúp cho người đó vượt qua được. Dạ, em xin được mời tiếp theo là anh Thái Vũ Hòa. Dạ, xin mời anh. Vâng, cảm ơn MC Mộng Hợp. Xin cảm ơn cô Trang. Mỗi một cái bài chia sẻ của cô Trang thì nó gắn với những cái câu chuyện của Hòa ở trong cái cuộc sống đời thường. Và cho nên là xin phép để chia sẻ đây. Tức là muốn hỏi để mình sửa mình nhé. Yeah. Cách đây khoảng 22 năm thì Hòa ra một cái công việc mới. Thì khi mà mình ra một cái công việc mới như vậy thì cái thị trường nó là đụng chạm. Trước đây mình cũng bị chi phối bởi cái đó. Và cô biết rằng là
hay bị cái nhóm mà giang hồ ấy vây 4 tháng trời. Đấy. Nhưng mà ở trong cái tâm của mình luôn luôn mình nghĩ rằng là mình không bao giờ mình được phép là bị sai phạm hay một cái lỗi gì đó. Như cô hồi nãy cô nói, tức là mình không được gieo một cái hạt là cái gì nhỉ, cái gọi là cái nghiệp ác ấy, hoặc là một cái sự sự nào đó mà gọi là gây mâu thuẫn, hoặc là để một cái mầm mống gì đó của mâu thuẫn. Đấy. Và sau đó thì một thời gian thì Huệ cũng xử lý xong cái việc đó và không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra cả. Rồi một thời gian sau thì thấy bà nó mất tiêu rồi. Đấy. Rồi đến có một cái câu chuyện khác nữa là có ông Huệ ngồi chơi với một cái ông hàng xóm, thì ông mới nói rằng là anh ơi, bây giờ nhà anh mà mua thêm một cái khúc này nữa thì nó đẹp này. Mua, nó đang nói vui vậy thôi. Thế là về ông một thời gian sau thì về ông là ông ấy đập nhà của ông ra, ông giao lại cho mình mà mình chưa đưa tiền hết trơn. Rồi sau đó thì ông sang ông đòi tiền cũng chịu, hay là uống nói là nói nhỏ vậy thôi chứ mua nhà mua cửa mua đất đi đâu về đơn giản như vậy. Thế cuối cùng là ông vác bùa để ông gọi nhà Huệ, gọi nhà Huệ, ông ấy đập nhà. Thì Huệ mới nói rằng uống vừa Huệ này uống rồi giờ mình làm gì đây, không kêu công an đây nữa không, em đừng có kêu. Huệ này đóng cửa lại đi, cho người ta muốn nói gì tôi nói, tại vì ông say rượu mà. Thế là cứ ngồi trong nhà và cũng chẳng nói gì cả. Thế là ông lại vạc ghế, ông ngồi ngay trước cửa nhà, ông bảo ủa sao kỳ vậy, sao tôi đập nhà mà không kêu công an mà cũng chẳng nói năng gì cả nữa không. Cô cũng trả lời luôn, phải cũng trả lời luôn. Rồi một thời gian sau nữa thì ông đó cùng bệnh ông đi luôn. Nhưng còn một câu chuyện nữa, có một chuyện nữa là một cái bạn này, bạn nó cũng làm ăn chung, nhưng mà bạn ấy cũng phạm đến cái tiền bạc của mình nhiều. Thì sau đó thì ở gia đình này cũng có một người đi, thì phải đi đám tang. Đi đám tang thì trên đường đến, gần đến cửa, thì phải đang nói chuyện với vợ này. Có nhiều điều hôm trước thì anh nói, nhưng mà bây giờ là kể cho vợ nghe câu chuyện đó, nó như vậy. Thì khi mà vào gặp, mình thắp hương xong á, thì bạn nói đúng cái câu chuyện mà Huệ nói ở ngoài xe. Thì câu hỏi ở đây rằng là có nhiều khi mình có một cái ý nghĩ là vừa Huệ mới nói rằng là công nhận ghê thật đấy, ai mà đụng đến anh ấy tự nhiên là nó có chuyện hết trơn rồi. Vậy thì câu hỏi ở đây Huệ hỏi rằng là mình nên suy nghĩ như thế nào để cho nó đừng như phạm hạt, hay nữa là mình nói với người nhà của mình như thế nào để mà mình đừng có bị cái vụ này. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Nhân quả của người ta thì người ta chịu, không phải vì mình mà khi người ta gặp cái nạn đó hay gặp cái vấn đề đó, nhân quả của người nào người đó chịu. Mình khi mình nói rằng ô ai đụng đến mình á thì là gặp chuyện xui xẻo, thì đó là mình nói theo cái cách chủ quan và mình tự thấy là mình quan trọng thôi, chứ còn nhân quả của mỗi người vũ trụ tính toán cái đó chứ mình có tính toán được đâu. Mình không tính toán được. Nhưng mà rõ ràng bản chất của một cái người khi họ gieo thì họ phải gặp. Khi họ làm một cái điều gì đó không tốt thì họ chắc chắn họ sẽ phải gặp về cái quả không tốt ở trong cuộc đời của họ. Cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả. Cái việc của mình á, là mình hiểu cái điều này để mình quay trở về mình lại sống đúng vào nhân quả hơn. Mình rút ra những cái bài học để mình sống tốt hơn. Thì đó mới là cái điều mà mình cần phải nghĩ tới. Chứ mình không có cần phải nghĩ cái chuyện là vì họ đối xử không tốt với mình thì họ gặp xui xẻo, hay là ai đó không đối xử tốt với mình thì gặp xui xẻo. Mình không nghĩ cái đó, mình không nghĩ mình, mà mình hãy nghĩ rằng là đây là một cái bài học, mà bài học này họ biết ơn họ đã giúp cho mình nhìn ra cái bài học này một cách rõ ràng hơn, để cho mình, cho con cái mình sau này mình sẽ dạy lại cho con cháu mình, sẽ chia sẻ với những người khác để hiểu về, tại vì mình tin vào cái nhân quả. Vì cái bài học đó, cái đúc kết đó nó mới quan trọng. Cái dấu ấn nghiệp nó tạo ra đó, một trong những cái sức mạnh của dấu ấn nghiệp đó chính là bạn đúc kết ra được cái bài học gì sau khi mà cái sự kiện đó xảy ra. Sau cái sự kiện xảy ra mình rút ra bài học gì chứ?
Ví dụ như bây giờ mình làm nhiều cái việc thiện lành lắm, mình đi làm thiện nguyện nhiều lắm, mà mình vẫn gặp khó khăn. Xong mình về mình kết luận là trời ơi, gieo bao nhiêu hạt tốt mà cuối cùng cũng gặp khó khăn, thôi mệt quá không gieo nữa, không làm những cái việc tốt nữa. Thì đó là một cái đúc kết sai, một cái kết luận mà nó không có theo nhân quả, bởi vì cái sự hiểu sai của mình là cái hạt giống mà tuần sau mình sẽ học đó. Thì mình mới thấy được rằng là chỉ cần một cái sự hiểu sai đó, sai ly nó đi dặm, cái sự hiểu sai đó nó làm cho mình có bao nhiêu là những cái hạt vô minh khác mà mình gieo xuống. Còn nếu như mà mình kết luận, mình có một cái kết luận giống như anh vậy đó, anh nhìn lại và bây giờ anh thấy rõ ràng cái kết luận là đó, bây giờ mình nhìn mình mới hiểu là nhân quả thẳng băng, nhân nào thì quả đó, ai làm cái gì mà không có đúng thì cuối cùng họ cũng gặp những cái quả không tốt, cho nên vì vậy mà mình cần phải làm tốt hơn những cái điều tốt mà mình đã làm. Rõ ràng câu chuyện của anh đó, anh có nhìn thấy là anh những cái cảnh như vậy xảy ra đó mà anh im lặng, anh không có phản ứng, anh không có tiêu cực, và chính cái điều đó anh không có làm cái gì đó thì tự nhiên vũ trụ sẽ xé những người đó ra khỏi anh, bởi vì anh đã trả xong rồi, xong cái nợ đó rồi. Cái hạt giống đó, cái hạt nào nó xong rồi là nó hết mà. Cái hạt giống nào nó nở ra rồi là nó hết. Cho nên là những cái hạt xấu của anh nó nở ra, giang hồ vây 4 tháng trời, nhưng mà rồi xong rồi họ biến mất là vì sao? Bởi vì anh đã không có những cái động thái tiêu cực lúc đó, anh đã không gieo tiếp. Và anh biết, người ta nói là một trong những cái cách mà để thanh tẩy cái hạt giống xấu hiệu quả nhất, nhanh nhất, đó là cái phương pháp gọi là nhận lỗ, tức là nhận cái thiệt hại về mình. Và đây là cái cách mà thanh tẩy cái hạt giống xấu tốt nhất, nhanh nhất luôn. Và rõ ràng anh đã làm cái chuyện đó, cho nên là xong rồi, hạt giống nó nở ra và nó hết rồi. Thì lúc đó vũ trụ tự động xé hai cái người này ra, không có ở cùng với nhau nữa, không có cần phải dính mắc, phải có mặt ở trước mặt nữa, hoặc là một cái cách nào đó là tự nhiên mình bước vào trong một cái trường năng lượng mới, mình không thu hút những cái người đó đến với mình nữa. Cảm ơn cô Trang rất là nhiều ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của anh, một câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Và quả thật là thật ra tất cả chỉ là về phía bên trong mình thôi ạ. Mọi cái chúng ta đều có thể giải quyết được và điều hóa giải được chỉ bằng một cách quay trở về bên trong mình, không cần nhìn ra ngoài và cũng không cần nhìn phán xét hay là mình lên án ai hết. Tất cả đều ở trung tâm của mình sẽ giải quyết được hết tất cả mọi thứ. Và hình như là chúng ta đã, em không thấy một bạn, một bàn tay nữa vừa mới giơ lên. Dạ, mời anh Ngô Trọng Khiêm ạ. Dạ, alo, chào cô Tiên Trang, chào chị Mộng Hợp, chào tất cả các phòng dung. Em giơ tay ra để em chào cô Tiên. Rồi em có một câu hỏi thế này. Em hay gặp những người họ đến nhà em để uống nước mà họ lại lối chuyện thiên địa ra nội, trên trời gì đất ra nội, thì bây giờ em nên làm thế nào ạ? Thì em đưa họ, em đưa cái câu chuyện trở về 10 hạt giống em nói thôi. Mình hoàn toàn có thể lấy cái câu chuyện vào trong một cái ý tốt đẹp nào mà mình muốn mà. Họ tới họ nói trên trời dưới đất là tại vì họ không biết chuyện gì khác để nói, cho nên là em sẽ đưa những cái chuyện nhân quả hạt giống ra em nói là họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói hết. Rồi mới đây thấy mục tiêu rồi, chắc rớt ra rồi hả? chúng ta hoàn toàn nếu như mà ở trong một cái cuộc vui đó, ví dụ như ở trong một cái đám đông, ở trong một cái cuộc vui đó, mọi người có thể sẽ nói chuyện chính trị, sẽ nói chuyện đất nước này, đất nước nọ, sẽ nói những cái chuyện tiêu cực đó. Nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta không có lên tiếng á, chúng ta hử theo đó, là chúng ta cũng bị cộng nghiệp theo luôn. Gọi là cái tội đồng lõa. Cho nên đó là chúng ta phải tách mình ra khỏi cái đó bằng cách. Thứ nhất, nếu như mà mình thấy mình có thể mình chuyển hướng câu chuyện được, thì mình chuyển hướng. Mình chuyển sang cái hướng nào mà nó có thể nó có một cái gieo được một cái hạt giống đẹp đẹp xuống. Nếu chúng ta không chuyển hướng câu chuyện được mà mọi người cứ hăng say nói về cái việc đó, thì chúng ta phải tuyên bố cái này mình không có rành, nó không phải là cái mối quan tâm của mình không có biết về những cái đề tài này, cho nên mình xin phép đứng ngoài cái cuộc nói chuyện này, để mà mình tách mình ra khỏi cái việc đó. Chứ còn nếu không đó, mình ngồi mình lắng nghe
rồi mình cũng cả nể, mà cho nên là mình cứ cũng gật gù cũng hử theo, là mình bị cộng nghiệp ở trong đó, là mình không có, mình có cái cách hay nhất chính là mình tách mình ra khỏi cái môi trường đó, hoặc là cái cách mình chuyển hóa được, mình đổi được cái câu chuyện sang một cái hướng tốt đẹp, một cái hướng tích cực nào đó mà có thể gieo được những cái ý mà nó tốt cho mọi người, thì đó là lúc mà mình có thể gieo được những cái hạt giống tốt xuống từ gieo sĩ nữa. Dạ rồi, Trang xin cảm ơn, và Trang thấy có một cánh tay nữa của chị Khúc. Dạ, chị Khúc. Dạ em cũng xin nói trước một ý là chúng ta cũng vẫn phải giữ cái hạt cam kết đúng không ạ? Cam kết hạt thời gian, thành ra là chúng ta cũng đã đến 6:30 rồi, hơn 30 rồi. Dạ em xin mời chị Thái Khúc chia sẻ. Dạ. Xin chào cô Trang và tất cả nhà mình. Thì hôm nay em đang có một cái câu chuyện nó cũng hơi bức xúc, là muốn hỏi cô là ngày hôm qua thì em cũng có nói chuyện với em gái, thì gia đình đang có một cái câu chuyện, nhưng mà em cũng muốn hỏi ví dụ các cái kế hoạch rất là cặn kẽ, nhưng khi bạn ấy trình bày ấy, thì bởi vì em cứ muốn cặn kẽ là từ đâu đến đâu ấy, thì bạn ấy nổi khùng giận này, xong bạn ấy đập bàn và bỏ đi. Thì thực ra thì trong lòng thì em rất là thương, bởi vì là cũng tối rồi, thì như cô đấy, tức là cả ngày hôm qua thì buổi hôm trước thì em nghe lại các bài giảng của cô, thì thực sự là em cũng thấy thương lắm. Thì em cũng nhầm cái câu đấy, thì chị em thì cũng không thể bỏ được nhau, nhưng mà có cái cách nào đấy, bởi vì khi mà tranh luận ấy thì em hay ngọng ngáy ấy, thì em mới nói là ngay cái thái độ mà gắt cổng với chị rồi đập bàn như thế là cái thái độ đó không đúng rồi. Tức là em lại vào cái vòng lặp hiệu suất, thì cũng muốn hỏi cô xem là trong cái hoàn cảnh này cái cách giải quyết thì tốt nhất như thế nào. Yeah. Và em đã phạm phải cái hạt gì ấy? Bởi vì em bạn ấy cứ nói là tự ba cư hay bóc kiểu hỏi cặn kẽ. Thế tôi không hỏi cặn kẽ thì làm sao mà tôi làm được? Ý thế thì nhờ cô giúp ạ. Dạ. Tại vì mình chưa có lắng nghe, mình hỏi nhưng mà cái trong cái cách của mình có thể cái năng lượng của cái sự giống như là cái sự phán xét hay soi mói nó làm cho người kia khó chịu. Khi mà một cái người mà họ phản ứng tiêu cực là bởi vì họ cảm thấy họ bị phán xét, chỉ như vậy thôi, họ cảm thấy họ bị phán xét, cho nên đó là lý do vì sao mà họ sẽ phản ứng tiêu cực, họ trỗi lên. Như vậy thì mình giờ chị chỉ tập lại lắng nghe thôi, lắng nghe một cách rất là đồng cảm và chia sẻ đó. Tức là chị nghe coi là mà em mình đang muốn nói về cái gì, cái kế hoạch đó như thế nào, thì cái cách mình đặt câu hỏi thôi. Trong cái cách mình đặt câu hỏi nó sẽ thể hiện được cái chuyện đó chị. Và trong tâm của mình là mình nghĩ rằng là mình thực sự mình muốn giúp em mình thành công, mình muốn giúp cho em mình đạt được cái kết quả gì đó. Thì chị sẽ lắng nghe như vậy. Rồi quay trở lại cái ý này chị nói rất là hay nè. Chị nói là em mình mà cứ cư xử như vậy là không được rồi. Thật ra đó, cái cư xử đó nó đến từ hạt giống của mình. Nó đến từ hạt giống của mình. Dạ, chứ không phải em mình muốn nói cái lời đó. Mình khi mà mình áp đặt cái điều mà người ta nói vào trong cái con người đó, mình sẽ thấy rất là khó chịu. Nhưng mà mình hiểu rằng là đôi khi em mình bị nhét cái lời đó vào trong miệng để nói ra một cái điều như vậy đó, để mình nhìn thấy cái hạt giống của mình. Bởi vì hạt giống của mình nó tạo ra cái điều đó, chứ không phải là vì em mình cố ý muốn nói như vậy. Cho nên khi mình hiểu cái điều đó, mình sẽ không có cái sự tức giận. Mình sẽ không có phân biệt được là nói như vậy là hổn, nói như vậy là không đúng, nói như vậy là không tốt. Mình không có cái sự phán xét ở đây. Tại vì khi mình còn phân định được là đúng, sai, hay, dở, tốt, xấu, thì có nghĩa là mình có cái sự phán xét. Còn ở đây mình không có sự phán xét, mình muốn nói rằng là không có sự phán xét. Khi không có phán xét thì mình mới lắng nghe được trọn vẹn. Mình mới lắng nghe 100%, lắng nghe trọn vẹn được. Còn nếu không thì trong tâm mình vẫn có cái sự phán xét. Có thể lúc em chị nói ra cái điều đó, thì trong đầu chị đã là cái hình ảnh là lại làm chuyện vớ vẩn gì nữa đây. Ví dụ như vậy đó. Hoặc là chị sẽ thấy là ở cái kế hoạch này chị đã thấy nó thất bại trước khi là nó nói ra rồi. Cho nên khi mình hỏi đó, mình sẽ có cái xu hướng là mình đặt những cái câu hỏi mà nó làm cho người kia cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị giống như là bị tò mò, hay là bị hỏi mà theo cái cách mà có những người ta đặt cái câu hỏi theo cái cách giống như bắt bẻ đó, thì cái người kia họ khó chịu.
Cho nên là cái năng lượng ở trong cái đặt câu hỏi của mình rất là quan trọng luôn. Mà nó thuần túy là sự chia sẻ thôi, thuần túy là lắng nghe thôi. Em cứ nói tiếp đi. Cái ý của em như thế nào em cứ nói tiếp đi. Em cứ nói rõ tiếp, tại vì chị cần phải hiểu rõ cái điều này. Khi mà chúng ta nói bằng cái năng lượng đó thì tự nhiên cái người kia cảm thấy dễ mở lòng hơn và họ tiếp họ nói. Đó, đó là cái mà mình lắng nghe một cách tuyệt đối đó, lắng nghe 100% đó. Chứ còn không là mình sẽ có xu hướng là mình lắng nghe với một cái sự phản hồi mà theo cái cách là chống đối. Thì khi mà trong tâm mình chỉ cần có một cái ý niệm chống đối dù nhỏ thôi là cái người kia họ sẽ bắt đầu họ co lại liền. Và khi họ co lại như vậy đó thì họ sẽ phản ứng nó nhiều khi nó cục, nó cộc cằn, nó cục xúc và mình cảm thấy mình khó chịu là bởi vì mình vẫn bị phán xét. Nên cuối cùng là bây giờ phải học cái cách để mà không phán xét, thì tự nhiên cái người em chị sẽ chia sẻ chị một cách rất là trọn vẹn ạ. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Thế thì em biết để từ bỏ phán xét. Dạ đúng rồi. Có lẽ qua tất cả những câu hỏi từ của các chia sẻ của anh chị á, tự nhiên em tự nhớ ra là để chúng ta hỗ trợ cho bài học ngày hôm nay, để tăng được sự đồng cảm, thì việc đầu tiên chúng ta phải từ bỏ sự phán xét. Và có một quyển sách rất là hay ạ. Quyển sách ngày hôm trước em cũng được một bạn trong lớp gửi tặng. Đó là cuốn sách Từ Bỏ Phán Xét. Đây là một cuốn sách để cho chúng ta biết cách có những cái phương pháp để chúng ta học từ từ, để chúng ta bỏ đi cái sự phán xét bên trong mình, để chúng ta có thể có sự thông cảm, thấu hiểu hơn với mọi người xung quanh. Em rất là rất mong mọi người có thời gian để tìm đọc cuốn quyển sách này, và chúng ta sẽ tìm thấy một cái sự đặc biệt trong quyển sách này. Mà hôm nay thì Hợp chưa bật mí đâu ạ. Một cái sự rất là đặc biệt trong quyển sách này hôm nay. Dạ. Dạ đây. Đây là cuốn sách Từ Bỏ Phán Xét. Giá cũng rất là mềm và cũng không có quá dày để chúng ta mất nhiều thời gian để đọc, nhưng rất để chúng ta đáng dành thời gian để đọc. Bởi vì đó, sự phán xét khi mà chúng ta đã biết cách để chúng ta từ bỏ nó đi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự nối kết của mình với bên ngoài rất là sâu sắc, và từ đó các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ có lẽ là chúng ta đã đến giờ kết thúc chương trình sáng nay và cũng không có một bàn tay nào chia sẻ tiếp theo. Em cũng xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý cô chú anh chị, quý thầy cô trong buổi sáng ngày hôm nay để đón nhận giá trị tuyệt vời từ bài học của cô Từ Bỏ Phán Xét để tăng sự đồng cảm. Dạ, đây là một hạt giống tuyệt đẹp để chúng ta gieo trồng những mối quan hệ tươi đẹp mỗi ngày. Học xin được kết thúc Zoom ở đây và xin được chào tất cả. Mong rằng sẽ được gặp lại mọi người trong chương trình lần sau. Dạ, em xin được biết ơn tất cả. Dạ. Rất là cảm ơn Mộng Hợp và cảm ơn Mộng Hợp đã quảng cáo dùng nhà xuất bản. Đó là một cái quyển sách mới phát hành. Cho nên là rất là cảm ơn Mộng Hợp. Và sau khi mọi người đọc và cầm quyển sách này trên tay, mọi người sẽ biết rằng là điều đặc biệt gì ở trong quyển sách này ạ. Dạ, vâng ạ. Xin chào tất cả và xin hẹn gặp lại ạ. Dạ, cảm ơn cô. Xin chào, chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành ạ. Dạ.